chương 386. Đoạt vận công pháp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 386. Đoạt vận công pháp tầng mục theo trong nước bơi lên, một đầu to lớn giao long theo bên cạnh hắn bơi qua, chui xuống nước, chính là đầu kia giao vương thần, tầng mục dừng lại nhìn một chút, cái thấy đầu kia màu xanh ngọc giao long trên trán cắm một cái thân trúc, đang tại đô đô ra bên ngoài bốc lên bọng máu. Mù da da gậy trúc, Tần mục nổi lên mặt nước hướng bên bờ đi đến, Long Kỳ Lân thì mang theo hơn 10 con dao long, cổng linh dục tú, Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương thận trọng chạy tới, hẳn là người mù cùng giao vương thần chiến đấu vừa mới kết thúc, bọn họ tránh đi chiến đấu dư âm, bởi vậy chậm một chút. Hồ Linh Nhi cuối cùng từ say rượu bên trong tỉnh lại, đang tại hiếu kỳ quan sát xung quanh, không biết mình là làm sao từ tiểu trấn bữa tiệc vui tới chỗ này, kinh ngạc không thôi. Tần mục bốn phía nhìn lại, thấy được người mù giờ phút này người mù chật vật không chịu nổi trên người đâu đâu cũng có bùn lầy quần áo tả tơi toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có vết thương hiển nhiên cùng đầu kia giao vương thần tranh đấu cực kỳ phí sức giao vương thần thực lực cực mạnh dù sao cũng là giao loại thành thần thần thông quảng đại mà lại là thủy hệ giao long người mù đem hết toàn lực để đầu này giao vương thần cũng không có dễ chịu nhưng mình cũng bị thương long kỳ lân bay tới rơi trên mặt đất hồ linh nhi theo trên lưng hắn nhảy xuống vẫn như cũ là tiểu hồ ly hình thái, nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới tầng mục đầu vai, lúc này mới chú ý tới tầng mục một, một cái khác trên đầu vai mực dao, không khỏi sợ tới mức toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng, mấy đầu đuôi cũng dựng thẳng đến thẳng tắp. Nàng uống say về sau liền sẽ hiện ra nguyên hình, giờ phút này cũng quên đi biến thành thân người. Linh Nhi đừng sợ, đây là ta vừa mới thu mực dao, lập công lớn đây. Tầng mục trấn an một chút tiểu hồ ly, liếc liếc người mù, nháy mắt mấy cái, cười tủng tỉm nói. Dục tú mùi tử, hương thánh nữ, ta cho các ngươi xem cái đại gia hỏa. Hai nữ rất là hiếu kỳ, hỏi. Cái gì đại gia hỏa? Tần mục đứng tại bờ sông, cao giọng nói. Trấn Giang Long Vương, còn không ra. Mặt sông đột nhiên sóng cả cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, hoàng long quân biến thành cự long theo trong nước ngẩng đầu, cao ngất như núi, thật dài râu rồng buông xuống, ống ánh trong sáng, theo gió phiêu lãng. Cái kia râu trồng dài đến hơn trăm trượng, rất là xinh đẹp. Hoàng Long Quân cúi đầu nói: Chủ công có gì phân phó? Hai nữ nhìn ra ngay người, người mù cũng là khiếp sợ không hiểu. Tần Mục Dương Dương đắc ý, chung quanh liếc mắt, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người rất là thỏa mãn, chống nạnh cười nói: Không có việc gì, chính là để ngươi đi ra nhìn một chút mọi người. Hoàng Long Quân khuôn mặt nghiêm túc. Cố nén một bàn tay chụp chết cái này tiểu bất điểm nhi xúc động, đang muốn chìm vào trong nước, Tần Mục vội vàng nói: "Trước không vội đi xuống. Ngươi vừa mới đáp ứng ta muốn truyền ta như thế nào thu lấy long mạch, như thế nào điều động chân long chi chủ lực lượng." Hoàng Long Quân vội vàng dừng thân hình, không có chìm vào trong nước. Tần Mục lại dương dương đắc ý nói: "Mù gia gia, thế nào?" Ngưu lên trời. Người mù đầy mặt nụ cười Tần mục ánh mắt chấp động, lặng lẽ lấy ra sáu vàng, lập tức thôi thúc ngự long quyết, rất nhiều dao long bay tới hướng người mù cuốn đi. Những thứ này dao long cực kỳ cường đại, chỉ cần đem người mù trói lại, người mù liền tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Đúng vào lúc này, người mù đột nhiên bắn chỉ, tần mục trên lên một tiếng, trong cơ thể ba đại thần tàn hết thảy khép kín, lại bị người mù phong ấn. Tiếng sáo lập tức ngừng, từng đầu dao long mê mang nhìn chung quanh, không có công kích người mù. Mục Nhi nhưng ngưu hỏng. Người mù lại gãy gãy đầu ngón tay, dây thừng vàng bay ra, đem hắn tay chân buộc chặt lại, thổn thức nói. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, sống sau chết tại trên bờ cát. Chẳng qua gừng càng già càng cây, người ra tay vẫn là chậm điểm, muốn khống chế giao lông đem ta trói lại. Không dễ dàng như vậy. Tần mục phù phù ngã xuống đất, mặt đen như than, vừa định hạ lệnh để hoàng long quân đem người mù cầm xuống trong mồm đã bị người mù nhét vải nói không ra lời cái này hôn vẫn là muốn thành cái này thằng nhóc cũng là muốn sinh người mù đem hắn nhấc lên hướng hoàng long quân nói ngươi mang theo chúng ta xuôi theo sông đi đại khư quay về thôn tiếp tục thành thân còn có hai tràng hôn sự đây làm được tốt mời ngươi uống rượu mừng hoàng long quân chần chừ một cái nhìn về phía tầng mục tầng mục trong miệng ô ô vang vọng còn muốn dãy dụa, sau một lúc lâu tần mục chán nản nhẹ gật đầu. Hoàng Long Quân trong lòng một hồi mừng thầm. Cái này thật thà tiểu tử âm hiểm như thế xảo trá, nguyên lai cũng có thua thiệt thời điểm. Đáng đời, hắn nằm sắp xuống, lộ ra thật dài lưng rồng, dường như trong nước hẹp dài hòn đảo, nói to. Đến ta trên lưng tới. Người mù mang theo tần mục đi tới lưng rồng bên trên, Long kỳ lân vội vàng cũng vội vàng đi theo, rất nhiều dao lông rộn, rộn rộn ràng ràng theo tới, chen làm một đoàn. Đây đều là ta nuôi lớn Giao Long, mỗi một cái đều là xem thường Rồng. Hoàng Long Quân lại là một hội nhức nhối, chẳng qua việc đã đến nước này khó có thể vãn hồi. Nếu như có thể lại một lần, hắn nhất định sẽ tại gặp được Tần Mục lần đầu tiên lúc liền lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, đem cái này thật thà đồng năm một bàn tay chụp chết. Lưng Rồng bên trên, Tần Mục giống như có lẽ đã cam chịu số phận, cũng không dãy giụa, cũng không nỗ lực để Hoàng Long Quân ra tay. Người mù đem trong miệng hắn vải đẩy ra nói để đầu này thì ngư quân dạy ngươi a tần mục duỗi ra hai tay người mù đem trên tay hắn dây thừng vàng mở ra nhưng mà hai cái chân bên trên dây thừng vàng vẫn còn trói buộc tần mục ánh mắt lóe lên mù da da cần gì cẩn thận như vậy ta hướng hoạn long quân lĩnh giáo thu lấy long mạch điều động chân long chi chủ lực lượng cần phải dùng đến pháp lực mới có thể học được hơn nữa những thứ này giao long cũng đói bụng ta còn cần luyện chế linh đan cho chúng ăn. Ngươi mở ra phong ấn của ta, ta còn có thể chạy hay sao? Coi như ta muốn chạy, cũng có thể chạy ra mù da da lòng bàn tay. Phong ấn ta còn không phải ngươi gãy ngón tay một cái sự tình. người mù nhấc lên lông mày, đưa tay điểm tại mi tâm của hắn, tầng mục trong lòng vui mừng, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn linh thai thần tàng mở ra, nhưng mà ngủ dịu cùng lục hợp thần tàn nhưng như cũ phong bế. Linh thai thần tàn nguyên khí, đủ để cho ngươi học được. Người mù bình chân như vậy nói. Tần mục tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là giáo dục ta trưởng thành người từng trải, chính là cẩn thận như vậy. Người mù mở cờ trong bụng, cười nói. Ít nịnh nọc ta. Nhanh đi nhanh đi. Linh dục tú cùng tư vân hương hai mặt nhìn nhau, chăn trâu gia giáo hình như cùng những gia đình khác có chút không giống nhau lắm, thấy thế nào đều giống như đem hài tử hướng bàn môn tà đạo bên trên kéo tần mục luyện chế linh đan cho bầy rồng ăn long kỳ lân cũng ăn vài miếng cảm thấy khẩu vị có chút không đúng lặng lẽ lột ra một hạt xích hỏa linh đan không khỏi vẻ mặt đen cái thấy xích hỏa linh đan ở giữa kẹp một khỏa hỏa hành thần nguyên đan khó trách sẽ có chút cây miệng giáo chủ linh đan này không đúng long kỳ lân nói to dứt lời lại lột ra mấy hạt linh đan đem hỏa hành thần nguyên đang ném vào trong nước sông, chỉ ăn phía ngoài da. Tần mục lây động sáo vàng, khống chế một cái thanh dao đem Long Kỳ Lân đánh cho một trận, Long Kỳ Lân gào khóc gọi, cũng không dám lại kén ăn. Hoàng Long quân một bên hướng đại khư bơi lội, một bên dậy tần mục cấp độ càng sâu ngự Long Quyết, hắn cho tần mục quyển kia Hoàng Long Kinh vẫn là dấu dếm, rất nhiều chỗ máu chốt cũng không ghi chép tại Hoàng Long Kinh bên trong. Tần mục dụng tâm học tập, không có đùa nghịch thủ đoạn gì. Qua gần nửa ngày, hắn đem ngự long quyết học hết, lại hỏi thăm như thế nào điều động chân long chi chủ lực lượng, Hoàng Long Quân nói. Chân long chi chủ không biết bị ai luyện thành bảo vật, đã biến thành số mệnh chi bảo, không có thể trở thành chân long. Chẳng qua đem món bảo vật này để vào chân long xào huyệt bên trong liền có thể để chân long chi chủ hấp thu chân long xào huyệt bên trong long khí, phối hợp độc đáo công pháp, hấp thu chân long chi chủ số mệnh, đeo chân long chi chủ người tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh chẳng qua loại công pháp này ta cũng không học qua có lẽ thu lấy chân long chi chủ cái kia tồn tại hẳn là sẽ đem loại công pháp này lạc ấn tại chân long chi chủ bên trong đoạt vận về sau ngươi chính là chân long chi chủ độc đáo công pháp tần mục hơi ngẩn ra liền vội vàng đem bản thân theo duyên phong đế nơi đó học được cửu long đế vương công nói một phen nói loại công pháp này là đoạt vận công pháp ư hoàng long quân suy tư một lát lắc đầu nói. Loại công pháp này chỉ là đoạt khí công pháp, mượn nhờ long khí tới tu luyện, cũng không phải là đoạt vận công pháp. Chúng ta long tộc là thiên địa sinh ra, trời sinh liền kế thừa vũ trụ năng lượng tin tức, đem hắn hóa thành ngôn ngữ, gọi là long ngữ. Mỗi một con rồng sinh ra về sau, một cách tự nhiên liền tinh thông long ngữ, không cần học tập. Chân long chi chủ cùng long sào bên trên văn tự ký hiệu chính là ta long tộc văn tự ta chỉ nhìn qua chân long xào huyệt bên trên văn tự, cũng không xem qua chân long chi chủ bên trên văn tự. Chẳng qua theo chân long xào huyệt bên trên văn tự đến xem, bên trong xác thực bao hàm một loại đoạt vận công pháp, nhưng mà không được đầy đủ. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hoàn chỉnh đoạt vận công pháp hẳn là đem đế điệp cùng chân long xào huyệt cùng tiến tới, mới có thể học được. Trong truyền thuyết, có thần linh ban thưởng cho cho linh gia tiên tổ đế điệp, tượng trưng cho hoàng đế quyền uy, Linh gia cửu long đế vương công chính là được từ đế điệp, theo đế điệp bên trong tìm hiểu ra công pháp. Mà duyên phong đế ngút trời kỳ tài, đem cửu long đế vương công hoàn thiện, tăng lên tới đủ để cùng đại dục thiên ma kinh như lai đại thừa kinh chống lại mức độ. Có thể tưởng tượng được, đế điệp cùng chân long xào huyệt đôi bích sát nhập, trong đó công pháp là bực nào kinh người. Long quân, đem long ngữ truyền thụ cho ta. Tần mục đột nhiên nói. Hoàng Long Quân đem bản thân biết Long Nữ truyền thụ cho hắn, nói. Ta Long tộc Long Nữ giấu ở huyết thống bên trong, huyết thống càng là tinh khiết, hiểu được Long Nữ càng nhiều, ta cũng không phải là chân Long, có chút Long Nữ ta cũng không biết ý nghĩa. Tần Mục đem Long Nữ âm tiết cùng viết ghi nhớ, suy nghĩ trướng trướng, Long Nữ ra dấu kỳ lạ, giống như là từ từng đầu rồng tạo thành, hầu như không có quy luật có thể nói. Không có quy luật, liền không có suy đoán ra cái khác không biết văn tự hàm nghĩa có thể. Hơn nữa long tộc ngôn ngữ phát âm phương thức cũng cùng nhân loại khác biệt, mang theo kỳ lạ vận luật, có chút âm tiết người cổ họng không phát ra được, muốn dùng long ngữ cùng rồng đối thoại hầu như là chuyện không có thể làm được. Tần mục đem hoàng long quân dạy long ngữ ghi nhớ, lấy ra trước ngực đế điệp, lần này xem đế điệp, hắn lập tức có thể xem hiểu một chút dấu hiệu chữ viết hình về ý nghĩa, chẳng qua hoàng long quân biết long ngữ không được đầy đủ, để điệp bên trên văn tự tầng mục cũng không thể hoàn toàn nhận ra. Để điệp bên trên lông ngữ không ngừng biến hóa, để hắn nhìn ra hoa mắt váng đầu. Tầng mục nhắm mắt lại, quơ quơ đầu, thấp giọng nói. Chỉ có chân lông mới có thể nhận ra tất cả lông tộc văn tự, đi đâu tìm tìm chân lông, để hắn dạy ta toàn bộ long ngữ. Đại khư bên trong, có chân lông. Hoàng Long Quân thấp giọng nói. Tần mục tinh thần đại chấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái thấy phía trước mật thủy quan ngay trước mắt hoàng long quân tốc độ quả thực nhanh đến kinh người vẽn vẹn gần nửa ngày thời gian liền dẫn bọn họ đi tới đại khư mật thủy quan bị duyên khang quốc quân đội thành lập thành trại bao vây hoàng long quân muốn qua lời nói liền nhất định phải tiêu diệt tòa thành lớn này tần mục lập tức để hoàng long quân dừng lại mọi người theo lưng rộng bên trên nhảy xuống đi vào mật thủy quan phong tú vân đem người tới đón không người nói tham kiến giáo chủ Tần Mục cười nói. Không cần đa lễ. Sắc trời sắp muộn, chúng ta trước ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi vào đại khư. Phong hương chủ an bài một chút phòng khách. Người mù cười tủng tỉm nói. Nữ hoa tử dáng dấp không tồi. Chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, đêm nay giáo chủ của các ngươi mai nở hai lần, bái đường thành thân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 387 Trưởng thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 387 Trưởng thành mật thủy quan, khắp nơi giăng đèn kết hoa, phong tú vân làm việc lưu loát, rất nhanh tư vân hương liền bị một đám nữ binh ăn mặc thật xinh đẹp, mang theo mũ phượng khăn quàng vai, tầng mục cũng đeo lên hoa hồng lớn, bị mạnh đè xuống đầu, cùng tư vân hương bái đường thành thân. Phong tiểu nha đầu cũng rất tốt, làm việc rất nhanh, không cần ta đến vất vả. Người mù mừng rỡ không ngậm miệng được, thầm nghĩ. Không biết nàng có hay không thành thân. Bữa tiệc vui, Hồ Linh Nhi biến thành tiểu nữ hài khóc đến nước mắt như mưa, vịn bình rượu không đứng lên nổi thân, nói liên tục gia gia mù nói chuyện không giữ lời, là cái lão già lừa đảo. Mật Thủy Quang đến đây chúc mừng rất nhiều tướng sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, không biết cái này sáu bảy tuổi tiểu nữ hài vì cái gì khóc đến thương tâm như vậy một phen vui chơi qua đi, một đôi cô dâu, chú rể vào động phòng, tư vân hương lặng lẽ ẩn giấu dao găm ở trên người, chỉ đợi tần mục đến đây vén lên khăn quàng vai liền đã đâm đi, hoàn thành thân là thánh nữ tâm nguyện, ám sát hoang dâm vô đạo giáo chủ. Nàng đợi hồi lâu, tần mục nhưng từ đầu đến cuối không có tới, trong lòng có chút chua xót. Nhân gia còn không bằng linh dục tú cái kia béo cô nàng. Gia gia mù mắt mù tâm không mù, nhưng có mắt người mù tâm cũng mù, còn không phải ưa thích ngực béo một chút nàng lại chờ giây lát tần mục vẫn là không có ngồi vào bên cạnh nàng cũng không có vén lên khăn quàng vai nàng vụng trọng vén lên khăn quàng vai chỉ thấy tần mục ngồi tại bên cạnh bàn đang tại bưng lấy một quyển sách khổ xem tư vân hương tức giận khổ đêm tân hôn xinh đẹp như hoa giai nhân an vị tại bên giường mà ngốc tử nhưng đang đi học thật là hoang độ đêm xuân tư vân hương để lộ khăn quàng vai tiện tay ném ra ngoài Đi lên phía trước, cười tủng tỉm nói. Giáo chủ đang nhìn cái gì sách nhìn ra nhập thần như vậy? Huyền nữ toán kinh. Tần mục ngẩng đầu, mời nàng ngồi xuống, chân thành vô cùng nói. Gia gia mù lúc nào cũng quấy rối, làm liên lụy các ngươi cùng ta bái đường. Ta biết hắn là lo lắng an nguy của ta, muốn cho ta lấy vợ sinh con, dùng vợ con ngăn trở ta, không muốn để cho ta trở lại duyên khang, không muốn để cho ta đối mặt tương lai nguy hiểm. Hương mùi mùi, để các ngươi cùng ta một đường chịu tội, ta hướng ngươi cùng cái không phải. Dứt lời đứng dậy liền bái. Tư Vân Hương liền vội hoàng lễ, nghiêm mặt nói: Ngươi một đường tôn trọng nhau như khách, không có thừa dịp ta cùng công chúa nguy hiểm, ta đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết giáo chủ làm người như thế nào. Ngươi là giáo chủ, bối phận cao hơn ta nửa đời, không cần đa lễ. Tuổi của nàng so tầng một còn muốn nhỏ vẫn là cái 14 tuổi nhiều một chút tiểu nha đầu, mắt ngọc mày ngài. Nguyên bản Tư Vân Hương cách đối nhân xử thế chung quy có chút bất cần đời, mà bây giờ nghiêm chỉnh lại lại có một loại đầu đầu trang nhã ung dung trang nhã khí độ. Tư gia thánh nữ là thiên ma giáo chủ chuẩn bị tuyển, nếu như thiên ma giáo chủ bất hạnh qua đời, thánh nữ liền muốn kế vị, do đó tự nhiên có một loại bất phàm khí độ. Giáo chủ còn không có nói ngươi vì sao phải nhìn huyền nữ toán kinh. Nàng cười nói: Tần Mục tiếp tục nghiên cứu huyền nữ toán kinh, nói. Muốn chạy ra da da mù lòng bàn tay, nhanh chân liền chạy khẳng định là không chạy nổi, hạ độc, cái kia là da da của ta, cũng có chút không tốt lắm. Cho nên ta muốn dùng truyền tống thần thông. Tư vân hương kinh ngạc nói. Giáo chủ tại thuật số bên trên trình độ đã đến một bước này chưa? Truyền tống thần thông cực khó tu luyện, thiên ma giáo bên trong có thể luyện thành không có mấy cái, các đường đường chủ đều là dùng truyền tống kỳ truyền tống áo muốn luyện thành truyền tống thần thông nhất định phải nắm giữ kinh người thuật số trình độ loại thần thông này trình độ khó khăn không thua gì đạo môn đạo kiếm vận dụng truyền tống thần thông không gian thuật số nhất định phải tu luyện tới cực hạn nếu không không gian tính toán sai lầm đem bản thân truyền tống đến địa phương nguy hiểm hay là nhỏ đáng sợ là đem bản thân truyền tống đến trong viên đá thân thể cùng đá dung hợp nhưng mà đáng sợ nhất chính là truyền tống thần thông xảy ra sai sót đem bản thân cả người phân giải tại không gian bên trong chỗ khó khăn nhất liền ở chỗ truyền tống thần thông cần trong nháy mắt tính toán ra vô số cái truyền tống tiết điểm mỗi một cái tiết điểm cũng không thể phạm sai lầm đồng thời tại truyền tống trên đường không ngừng tính toán tính toán lượng bao lớn chuẩn xác hầu như là không thể nào hoàn thành sự tình thiên ma giáo trong lịch sử bởi vì tu luyện truyền tống thần thông kết quả mình bị truyền tống thần thông làm cho tàn làm cho chết làm cho mất tích cường giả không phải số ít bị phân giải đi cường giả cũng là số lượng đông đảo đáng sợ hơn chính là những cường giả này tại thuật số bên trên đều có kinh người trình độ tần mục nghiên cứu toán kinh đồng thời không ngừng diễn toán thử tính toán nguyên một đám không gian truyền tống tiết điểm nói lâm hiên đạo chủ tặng cho ta huyền nữ toán kinh đã có mấy tháng mấy tháng nay ta một mực tại nghiên cứu mà thái huyền toán kinh ta cũng hầu như hoàn toàn nắm giữ. Đạo môn tại thuật số bên trên trình độ có thể nói là thiên hạ đệ nhất, hai loại toán kinh hợp lại cùng nhau, có thể đem truyền tống thần thông bí ẩn giải ra. Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay, ta liền có thể đem huyền nữ toán kinh nghiên cứu triệt để, sáng mai, đại khư bóng tối lui đi, ta liền có thể mượn nhờ môn thần thông này rời đi. Gia gia mù thấy ta rời đi, đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tư vân hương sắc mặt phức tạp, ôn nhu nói. Ngươi cần gì liều mạng như vậy? Gia gia mù cố nhiên là cưỡng ép đem chúng ta bắt đến, buộc chúng ta gả cho ngươi, ngươi chỉ lo cho chúng ta nghĩ, nhưng mà ngươi có hay không hỏi qua chúng ta có nguyện ý hay không gả cho ngươi? Tần mục dừng lại tính toán, kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh đèn hương thánh nữ muốn từ chối còn xấu hổ. Hương mùi mùi, ngươi nguyện ý gả cho ta ư? Tần mục trừng to mắt hỏi. Tư vân hương đôi mắt rũ xuống, ngượng ngùng cúi đầu, mũ phượng bên trên hạt châu mà hơi rung nhẹ, đón ánh nến hiện ra châu báu mê người nhan sắc. Ta không tin. Tần mục cúi đầu đọc sách, tiếp tục khổ xem, nói. Ngươi vừa rồi trong tay áo cất giấu dao găm, chờ ta đi bên cạnh ngươi liền đi đâm ta, ta vậy mới không tin. Tư vân hương hai nắm đấm bóp rung động đùng đùng, răng mài đến khanh khách chi chi, đột nhiên bỗng nhiên rút ra dao găm nhỏ hướng tần mục đánh tới. Tần mục cười ha ha một tiếng, phóng người lên, tránh đi giao găm công ngón tay gãy tại dao găm bên trên, Tư Vân Hương quay tròn xoay tròn, tân nương tử áo bào đỏ váy như hồng liên chuyển động, trong tay hàng quan lập lòe, hướng tận mục điên cuồng công tới. Động phòng bên trong lớp bóp một hồi bạo hưởng, đủ loại đồ dùng trong nhà bị đánh đến đập tan. Thật là náo nhiệt. Người mù đặt chén rượu xuống, lỗ tai giật giật, bình chân như vậy, cười tủm tỉm hướng bồi rượu phong tú vân hỏi. Phong tướng quân thành thân chưa? tần mục cùng tư vân hương đấu chỉ chốc lát, rốt cục chiếm thượng phong, đoạt đi dao găm, đem thánh nữ lật tung tại giường, ba 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 tại cái mông tử bên trên đập mấy bàn tay, báo cướp sạch bản thân tiểu kim khố thù, sau đó tiếp tục vùi đầu khổ xem. Tư vân hương thở phì phò chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hắn. Bất tri bất giác sắc trời dần dần trắng bệt, mà đại khư thế giới thì vẫn là nồng đậm cực kỳ bóng tối. Tần mục đọc một đêm sách, tinh thần đầu vẫn là rất đủ. Tư vân hương tỉnh lại, nhưng thấy mình chẳng biết lúc nào nghiêng người sang đến mặt hướng tần mục, không khỏi hừ một tiếng. Tần mục quay đầu, cười nói. Ngươi lúc ngủ ngáy, thanh âm không lớn, giống như là mèo đồng dạng, hẳn là cổ họng có chút tạp chứng, hơn phân nữa là lúc luyện công tẩu hỏa một lần lưu lại di chứng. Ta cho ngươi luyện một vị đan, ngươi sớm muộn gì dùng, liền có thể chữa trị khỏi. Tư vân hương từ trên giường lên, duỗi người một cái, tiếp nhận linh đan. Tần Mục phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chớp động, nói. Lần này nhất định có thể thành công trốn đi. Chẳng qua gia gia mù chỉ giải ra của ta linh thai thần tạng, pháp lực của ta không đủ để truyền tống quá xa, cho nên ta cần dùng đến hoạn long kinh bên trong ngự long quyết, để giao long vòng quanh thân thể, cho ta mượn pháp lực. Tư vân hương giật nảy mình. Ngươi vẫn là muốn đi. Tần Mục cười nói. Đây là tự nhiên. Gia Gia mù luôn cảm thấy ta nhất định sẽ chết tại Duyên Khang, như vậy ta liền chứng minh cho hắn nhìn, ta có thể theo trong tay hắn đào thoát, tương lai ta cũng có thể theo trong đại kiếp đào thoát. Thiên hạ không thể giết được ta người. Niềm tin của hắn tràn đầy, đẩy cửa phòng ra, Tư Vân Hương cùng hắn cùng đi ra ngoài, lại thấy người mù liền đứng tại toàn vẹn hình vầm vườn hoa cổng vầm bên ngoài, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Tư Vân Hương vội vàng nhìn về phía tầng mục, tần mục trên mặt cũng lộ ra nụ cười người mù lông mày chớp chớp không biết từ nơi nào lại lấy được một đoạn gậy trúc nhẹ nhàng dừng một chút gậy trúc nói mục nhi cháu dâu ăn cơm đi tần mục cười nói đang muốn ăn cơm tư vân hương luôn cảm giác cái này giữa hai nam nhân dường như có điện quan tia lửa lốc bóp đấu không ngừng người mù rõ ràng không có mắt nhưng cho người ta một loại hai người hai mắt nhìn nhau âm thầm so tài cảm giác trên bàn cơm, Linh Dục Tú làm người cũ cũng xuất hiện, Hồ Linh Nhi tiểu nha đầu cúi đầu, tiếng trầm ăn cơm, trong lòng khó chịu đều treo ở trên mặt, khuôn mặt hai má nhét phình lên, không biết đang cùng ai phụng phịu. Long béo, kén ăn đánh chết ngươi. Tiểu nha đầu đột nhiên xông Long Kỳ Lân nổi giận, đem Long Kỳ Lân dọa đến suýt nữa đem cơm của mình chậu cuột ngã. Một đám nhỏ nhắn giao lông đều vui vẻ, mã a mã a kêu. Long Kỳ Lân cười xòa nói, Linh Nhi tỷ, ta không kén ăn, ngươi nhìn, ta đều gầy nửa lạng. Điểm tâm ăn nghĩ, người mù lại lộ ra cười tủm tỉm nụ cười, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Mục Nhi, phía trước chính là đại khư, có cái gì muốn làm vậy liền làm đi. Tần Mục ánh mắt chấp động, nói. Gia gia mù phong ấn của ta ngủ dịu lục hợp thần tàn, ta lại sao dám làm cái gì đây? Người mù cười ha hả, duỗi ra ngón tay điểm tại mi tâm của hắn, nói đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội. Tần mục trong cơ thể truyền đến bành bành hai tiếng vang lớn, ngũ diệu thần tàng cùng lục hợp thần tạng ầm vang mở ra, pháp lực cuồn cuộn mà đến, hắn lập tức cảm giác được lực lượng tràn ngập toàn thân. Gia gia mù rất tự tin a. À. Tần mục hé mắt, chiến ý cháy hừng hực. Người mù chống gậy trúc cười tủm tỉm nói. Dễ nói, dễ nói. Đột nhiên, tần mục dưới chân một đòn nặng nề, lập tức toàn thân hiện ra cực kỳ hoa lệ truyền tống trận hoa văn, trận văn sáng lên, thân hình của hắn vùng một tiếng biến mất. Truyền tống thần thông Thân hình của hắn mới vừa vừa biến mất, người mù đột nhiên nâng trượng một chút, tầng mục lập tức từ giữa không trung rơi xuống, người tại rơi xuống trên đường lại là cực kỳ hoa lệ trận văn nhanh chóng xoay tròn, thân hình lại biến mất không thấy. Người mù đem gậy trúc quăng lên, một cây gậy trúc xanh biếc như ngọc, ở giữa không trung xê dịch biến hóa như là thanh long, liên tục điểm ở trong không gian, một lần lại một lần đem tận mục truyền tống thần thông cắt đứt, phá vỡ, khiến cho hắn không ngừng hiển lộ ra bóng dáng. Tận mục thân hình lấp lóe không yên, nhưng lại bị bức phải không ngừng hướng sân nhỏ tiếp cận, rốt cục, hắn bị cây kia gậy trúc ép lại trở về trong sân. Hai chân của hắn còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên tiếng sáo vang lên, mấy con dao lông nhanh chóng bổ nhào vào người mù trên người, trong khoảnh khắc liền đem người mù cuốn quanh đến rắn trắng chắc chắc. Người mù thờ ơ lãnh đạm, gậy trúc bay tới, tại hai con dao lông dưới cổ nhẹ nhàng điểm một cái, hai con dao lông lập tức như là chết như rắn sụi lơ xuống. Mà trong cùng một lúc, lại có hai con dao lông bay tới rơi vào tầng một hai chân xuống, tầng một lập tức cảm giác được cuồng trào mãnh liệt pháp lực vọt tới, bàn tay liên tục hướng về phía trước bổ xuống. Bá bá bá, vô số truyền tống trận hoa văn điên cuồng tuôn ra, ra hiện tại hắn cùng người mù trung tâm giữa hai người không gian đang nhanh chóng phồng lên để bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa trong bọn họ tất cả đều là lóng lánh các sắc quan mang trận văn ký hiệu người mù sắc mặt biến hóa xách theo gậy trúc đuổi theo gậy trúc liên tục chỉ vào phá vỡ từng đạo trận văn ký hiệu đột nhiên bốn phía trận văn hướng trung tâm người mù bay tới người mù dừng tay tùy ý những cái kia trận văn đem bản thân bao phủ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng mục nhi người thắng vù. Một đạo quan mang hiện lên, hắn bị truyền tống thần thông đưa tiễn. Mật thủy quan bên ngoài, người mù theo một đạo quan mang bên trong đi ra, nhìn một chút mật thủy quan, trầm mặt một lát, lộ ra nụ cười. Ngươi trưởng thành. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 388 Thần thương thức tỉnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 388. Thần thương thức tỉnh tầng mục đem hắn truyền tống đi ra khoảng cách cũng không xa, khoảng cách mật thủy quan không đến một dặm, phía sau hắn chính là đại khư. Đối với người mù tới nói, phá hư tầng mục truyền tống không hề khó khăn, tầng mục tối đa cũng chính là đem hắn truyền đến nơi đây. Người mù yên lặng trở lại mật thủy quan, tới tìm tầng mục, không nói một lời mở ra linh dục tú, tư vân hương trên người thần tàn phong ấn, chống gậy trúc một đường điểm điểm đâm đâm tự mình đi. Tần mục ngẩn ngơ. Mù gia gia. Trưởng thành, trưởng thành. Lão gia mù trống rỗng trong hốc mắt có đục ngầu nước mắt trượt xuống đến, hắn đi được càng nhanh, nước mắt càng nhiều, hắn nuôi dưỡng hài tử rốt cục trưởng thành, nhưng trong lòng đột nhiên mất mát chua xót lên, tần mục ước chừng là sẽ không lại theo hắn trở lại tàn lão thôn, không còn là năm đó cái kia cổng hắn luyện quyền luyện công nho nhỏ thiếu niên cái này nhặt được trẻ con có ý kiến của mình cũng có năng lực tự bảo vệ mình lòng của hắn buông thả đi xem thế giới bên ngoài liền sẽ không muốn lấy tiếp tục lưu lại tàn lão thôn cái kia chỉ có một đám ông già bà già địa phương lão già mù đi rất nhanh tầng mục vọt tới mật thủy quan thành trại bên trên chỉ có thể nhìn thấy hắn tại bờ sông đi xa bóng lưng có vẻ hơi cô độc cô đơn thiếu niên trong lòng cũng có chút buồn phiền giơ tay lên một cái không nói gì lão già mù đưa lưng về phía hắn đi xa lại tự hồ như nhìn thấy hắn nâng lên tay, cũng dương lên tay, không quay đầu lại. Tần mục nhìn thấy người mù thả tay xuống, dường như xoa xoa hốc mắt, giống như là tại lau nước mắt. Người mù tại bờ sông đi nhanh, qua thật lâu, hắn rốt cục đi tới tàn lão thôn. Trong thôn không có những người khác, nơi này đã biến thành kê bà Long thiên hạ. Rất nhiều gà mái sinh rất nhiều ổ kê bà lông, chuyển tới thôn trưởng, người mù bọn họ trong phòng. Nhìn thấy người mù trở về, một đầu vênh vang đắc ý tuổi trẻ kê bà long xông lên liền đánh định đem lão già mù này đuổi ra lãnh địa của mình sau một lát gậy trúc ăn mặc một đầu bị lột sạch mau kê bà long gác ở lửa trại bên trên cái khác kê bà long trốn ở trong góc trung lẫy bẫy hoảng sợ nhìn xem lão già mù người mù lại đi tới đồ tể trong phòng theo dưới giường đào ra vài hũ rượu nướng chín kê bà long một bên uống rượu một bên ăn thịt ăn uống no nê về sau hắn ném đầy đất xương gà đứng dậy đưa tay đi lấy gậy trúc cái kia gậy trúc đã bị lửa trại đốt thành tro người mù giật mình vỗ vỗ trên tay bụi nhanh chân ra thôn hướng ngoài thôn dũng giang đi đến đã bao nhiêu năm hắn vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu lão huynh đệ ngươi làm bạn ta đã bao nhiêu năm năm đó ta suy yếu thời điểm cổng ngươi đi tới nơi này thôn trưởng nói tâm của ta thua không xứng lại nắm giữ ngươi để cho ta đưa ngươi yên lặng chôn ở cái này dũng Giang bên trong. Hắn nói, tại tàn lão thôn bên trong, ta sẽ không lại cần ngươi. Dũng Giang, mặt sông dần dần dâng lên từng cơn gợn sóng, đáy nước truyền đến chấn động nhẹ nhẹ tiếng, từng vòng từng vòng gợn sóng rất có quy luật hướng bốn phía tản ra. Người mù hướng mặt sông đi tới, rách nát quần áo bay phất phới. Năm đó ta vứt bỏ ngươi thời điểm, tâm trò như chết, không có nửa điểm sinh cơ hứng thú trên đời. Lúc trước ngươi đi theo ta lúc, là bởi vì sự cường đại của ta ta vô địch ta coi trời bằng vung hắn đứng tại mặt sông thân thể nho nhỏ bên trong đột nhiên bắn ra vô cùng kinh khủng chiến ý khí thế đáng sợ sông thẳng lên trời giữa không trung đám mây đột nhiên vặn vẹo hóa thành rùa rắn uốn quanh khổng lồ huyền vũ huyền giả là huyền quy đầu rộng rùa thân võ giả là đằng xà ngàn cánh bay vút lên đột nhiên đáy sông truyền đến xì xào bàn tán đó là một loại kỳ lạ thanh âm giống như là long ngâm lại giống là người chết nói nhỏ, trong đó có lông nữ cũng có dị vực thế giới thanh âm. Nghe được thanh âm này, cho người cảm giác phản phất là có một cái thật dài lại mềm mại thân thể theo trong nước chậm rãi dâng lên, vây quanh người mù nhỏ gầy thể phát xoay tròn, uốn quanh. Tác đà, vuốt nhẹ ba tác, hề kín thoát, ngươi thua, ánh mắt mù, không xứng nắm giữ ta. Ta thua rồi. Người mù đứng nghiêm ở nơi đó, hắn kích cỡ thấp bé, loại trừ thôn trưởng cùng lúc trước đồ tể, hắn so trong thôn những người khác muốn thấp, thân thể của hắn tuy nhỏ, nhưng mà cho người cảm giác lại là dị thường cao lớn, vĩ đại, thẳng tắp. Người mù trên mặt ảm đạm, thấp giọng nói. Ta thần nhãn bị móc đi, đạo tâm của ta cũng thua, ta không xứng với ngươi, cùng hắn nói là ta tự bỏ ngươi, không bằng nói là ngươi tự bỏ ta. Thời điểm đó ta thất bại thảm hại, không xứng nắm giữ ngươi. Trên mặt sông sóng lớn càng lúc càng lớn, gần nước xoay tròn, lòng sông bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong cái kia kỳ dị thanh âm truyền đến, mang theo kinh khủng uy nghiêm. Hề kín thoát, y sông tô lượng quanh. Không xứng nắm giữ ta, ngươi lại vì cái gì mà tới, ta thu hồi đạo tâm của ta. Người mù lông mày lơ mơ dương, quần áo hướng ra phía ngoài phòng lên, thanh âm như lôi đình chấn động, vang tận mây xanh, hắn chiến ý biến đến vô cùng sắc bén, vô cùng cường đại, giống như một tôn thần tái hiện trong nhân thế lúc trước ta theo đuổi là thần nhãn cực hạn có thể phá tất cả nhưng nhìn không ra lòng người mà bây giờ ta có cần phải bảo vệ người vì đứa bé này ta lần nữa thu hồi bản thân đấu chí, thu hồi tín niệm của mình cùng đạo tâm hắn một cái tay nhô ra vương hướng mặt sông thanh âm nổ vang chấn động ta long thác lúc trước ta từ bỏ ngươi ngươi bây giờ còn nguyện ý đi theo ta sao ngươi là có hay không còn tại hoài niệm lúc trước năm tháng rực rỡ hoài niệm theo ta chinh chiến đẫm máu thời gian. Nếu là ngươi muốn, ngươi nguyện, ta liền như ngươi mong muốn. Để ngươi kinh nghiệm lúc trước chưa hề trải qua chém giết, chưa bao giờ có ác, một người, một thương, thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Âm âm, mặt sông nổ tung, lông ngâm nổ vang, đáy nước một cái đen kịch đại long có vòng xoáy bên trong từ từ bay lên, cái kia là đầu từ màu đen xương tạo thành thân rồng, chậm rãi theo trong nước bơi ra, vô số khớp xương lóc bóp không ngừng chấn động, quay chung quanh người mù thân thể gầy ống xoay tròn uốn quanh. Cái kia đen kịch vô cùng xương cốt đang không ngừng chấn động, vang dội ken ken, tiếng vang càng ngày càng to, bị chấn động từng đạo huyết quang vỡ hiện ra, khí thế vô cùng kinh khủng, tràn ngập cái thế hung uy. Người mù bàn tay tầng tầng nắm chặt, màu đen cốt lông đột nhiên thu nạp thân thể, từng đoạn từng đoạn xương cốt đụng vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, hóa thành một cây màu đen long thương ra hiện tại ở trong tay của hắn. Long thác, người rốt cục thức tỉnh. Ta cũng thức tỉnh. Người mù đem hắc long thương vác lên, trong lòng vô tận vui vẻ, cũng không quay đầu lại đi đến, rời đi tàn lão thôn. Cái thôn này, ta sẽ không trở lại nữa. Theo ta đi nhớ lại máu nhụm năm tháng. Mật thủy quan, tần mục cảm ứng được một cổ khí tức kinh khủng tại đại khư bên trong bộc phát, ngẩng đầu nhìn quanh một lát, lại thu hồi ánh mắt. Đại khư bên trong các loại kỳ lạ đều có, thỉnh thoảng bộc phát, cái này tại đại khư là bình thường sự tình. Ta ý định đi một chuyến giếng mặt trời, các ngươi thật muốn theo tới. Tần mục nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào linh dục tú, tư vân hương cùng hồ linh nhi trên người, nói. Ta muốn đi đổi hiện tại lời hứa của mình, hơn nữa ta cũng không biết giếng mặt trời có hay không hoan nghênh các ngươi. Hắn lộ ra ấy nấy, nói các ngươi khác với chúng ta, các ngươi là người bên ngoài, mà chúng ta là đại khư vứt bỏ dân. Hồ Linh Nhi hóa thành tiểu hồ Liên nhảy đến tầng mục trên cổ, đem cuốn lấy tầng mục mực dao đuổi xuống dưới, giống như là một cái khăn quàng treo ở nơi đó, nói. Ta cũng là đại khư vứt bỏ dân, ta theo công tử cùng đi. Tư vân hương ngượng ngập nói. Gã cho gà thì theo gà gã cho chó thì theo chó, người ta đã là giáo chủ phu nhân, Giáo chủ đi nơi nào giáo chủ phu nhân đương nhiên cũng phải đi theo." Linh dục tú cười lạnh nói. "Giáo chủ phu nhân cũng cần đến có cái tới trước tới sau a." À? Tư Vân Hương cười tủm tỉm nói. "Trước giáo chủ phu nhân có lời gì muốn nói?" Linh dục tú giận dữ, đột nhiên phốc cười nhạo nói. "Ta không cùng ngươi tranh giành cái này, không đi liền không đi." "Mù gia gia đem ta bắt đi, cha ta nhất định lo lắng gần chết." ta sớm chút trở về báo bình yên. Lần này bái đường thành thân, chỉ là mù gia gia chấp niệm, làm không đáp số, hương thánh nữ nếu là tưởng thật, như vậy ngươi liền làm giáo chủ phu nhân đi. Đúng chăn trâu, ngươi muốn đi thực hiện cái gì lời hứa? Ta cùng Thái Dương thủ từng có ước định, muốn giúp nạn nhen lửa thuyền Thái Dương lên dập tắt mặt trời. Tần mục sờ lên trên cổ tiểu hồ ly đầu, nói. Ta được đến Thái Dương ngọc nhãn về sau, luôn luôn hối hả ngược xuôi không có thời gian đi đến nơi hẹn kéo thời gian càng lâu tính mạng của nàng hao tổn càng nhiều lần này tới đến mật thủy quan định đi giếng mặt trời đi một lần nói không chừng có thể giúp nàng mở ra bị nhốt buồn rầu mật thủy quan cách tinh túc hải rất gần có thể theo tinh túc hải đi tới giếng mặt trời tần mục rất muốn gặp lại vị kia thái dương thủ không biết hai chân của nàng có hay không bị thuyền thái dương thôn phệ linh dục tú cùng tư vân hương đều chưa nghe nói qua tin túc hải cùng giếng mặt trời nhưng mà linh dục tú lại thấy qua thuyền thái dương giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ lần trước thuyền thái dương đi tới tương long thành lúc ta bỏ qua chưa từng thấy đến vị này thái dương thủ đúng còn không biết vị này thái dương thủ là nam hay là nữ nữ hai tử gọi viêm tinh tinh tần mục đàng hoàng nói cùng các ngươi tuổi tác không chênh lệch nhiều Linh Dục Tú dịu dàng cười một tiếng, nói Đã cùng chúng ta tuổi tác tương đương, như vậy nhất định có thể cùng chúng ta hợp ý, ta cũng đi xem một chút, nhận thức một chút vị này viêm mùi mùi. Tư Vân Hương trọng mắt quay, cười nói Người ta mơ mơ hồ hồ bị mù da da bắt đến, bị bức ép lấy bái đường thành thân, nhưng mà giáo chủ nhưng không thương Hương Tiết Ngọc. Đã đều đi tới nơi này, như vậy đi gặp một lần Thái Dương Thủ cũng là tốt, mở mang tầm mắt. Tần Mục gật đầu, nói. Thái Dương thủ địa vị cực cao, bọn họ là thần tộc, so với chúng ta những thứ này đại khư vứt bỏ dân thân phận cao hơn một chút. Thần tộc. Hai nữ liếu lưỡi. Tần Mục gọi một con dao lông, cái kia con dao lông lập tức biến hóa hình thể, hiện ra chân thân. Tần Mục kéo lấy bọn hắn đi tới lưng rồng bên trên, Long Kỳ Lân cũng muốn nhảy lên, lại bị Tần Mục một cước đạp đi xuống, sắc mặt ôn hòa nói. Long béo, ngươi vẫn là nhiều hơn rèn luyện thân thể linh nhi ngươi tới giám sát hắn hồ linh nhi lên tiếng xưng phải long kỳ lân nháy mắt mấy cái nhìn một chút tần mục ấm áp như nụ cười tựa như gió xuân không khỏi rùng mình một cái nói to giáo chủ ta về sau không kén ăn không kén ăn tần mục vẻ mặt ôn hòa nói như vậy ngươi bọng má bên trong vì cái gì còn cất dấu hỏa hành thần nguyên đàn không có ăn hết Long Kỳ Lân giật nảy mình, thất thanh nói: "Làm sao ngươi biết ta đem Hỏa Hành Thần Nguyên đang giấu ở má bên trong?" Tần Mục lấy ra một chiếc gương, đau lòng nhức óc nói: "Chính ngươi soi gương. Ngươi giấu nơi nào không tốt, lại giấu ở quai hàm bên trong, hơn nữa còn giấu nhiều như vậy." Long Kỳ Lân vội vàng hướng tấm gương nhìn lại, cái thấy mình hai má túi, giống như là nhét vào hai cái đại cầu ở trong miệng. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 389 Chân lông vào tổ thần công hiện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 389 Chân lông vào tổ thần công hiện Long kỳ lân muốn đem hai má bên trong hỏa hành thần nguyên đang phun ra, tầng mục trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, sợ tới mức hắn ưng ực một tiếng hết thảy nuốt vào bụng. Đáng tiếc, ăn Tết thời điểm hẳn là có thể lên bàn, Tần Mục thấp giọng nói. Long Kỳ Lân liền đánh mấy cái rùng mình, thành thành thật thật cùng sau lưng bọn họ chạy trốn, Hồ Linh Nhi thì đứng tại của hắn đầu to bên trên không ngừng cho hắn cổ vũ sĩ khí. Long Béo, chạy chậm ăn Tết lúc sẽ bị giết chết. Tần Mục trầm tĩnh lại, mật thủy quan khoảng cách tương Long Thành không tính là rất xa, mà căn cứ đại khư địa lý đồ, tinh túc hải liền nằm ở tương Long Thành Bắc Thiên Long Tinh Cung, khoảng cách tương Long Thành hơn 200 dặm, ở địa lý đồ bên trong gọi là tinh hải chẳng qua tương long thành phụ cận người xưng là tinh túc hải đại khư rất nhiều địa lý tên lúc xưa cùng tên bây giờ có nhiều khác biệt hẳn là khai hoàng thời kỳ văn minh đức gãy tạo thành loại tình hình này căn cứ tầng một lý giải đến tin tức tại khai hoàng thời kỳ kết thúc về sau nhân loại lịch sử xuất hiện một cái quá lớn đức gãy trước sau có chừng hơn một ngàn năm cái này hơn một ngàn năm bên trong phát sinh sự tình có rất ít ghi chép lưu truyền tới nay loại trừ ba đại thánh địa cùng tiểu ngọc kinh bên trong có lẽ tẻ ghi chép, cái khác môn phái quốc gia đều không có liên quan tới những năm tháng ấy nhớ lại. Tần mục gọi mực dao, đầu kia mực dao ngoan ngoãn hé miệng, lộ ra bị hoạn long quân luyện đến chỉ có năm thước vuông chân long xào huyệt. Dù sao, chân long xào huyệt còn là rất lớn, hoạn long quân bực này thần chỉ cũng chỉ có thể đem chân long xào huyệt luyện thành bàn tròn lớn nhỏ, muốn luyện đến càng nhỏ hơn, cái kia liền cần càng thêm thực lực cường đại lấy hoạn long quân tu vi còn không cách nào làm đến bước này nhưng mà chân long chi chủ lại bị luyện đến giống như là một khối ngọc bội cái này chẳng phải là nói luyện thành đế điệp người kia thực lực tu vi cách xa ở hoạn long quân phía trên tần mục ngơ ngác là ai đem chân long chi chủ lấy đi luyện thành đế điệp tại sao lại giao cho linh gia hắn mục đích là cái gì mực dao đem chân long sào huyệt phun ra tần mục vừa mới ý định tiếp lấy cái này long sào liền lập tức cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực vội vàng nói nhanh thu hồi đi bành hai nữ nhìn thấy tần đại giáo chủ hai tay trật khớp bị long sào kéo lấy đè ở lưng rồng bên trên đều là nghi ngờ không thôi cái này chậu lớn hòn non bộ so đại giáo chủ kiếm hoàn hình như còn nặng rất nhiều tư vân hương thè lưỡi nhớ tới bản thân dùng huyền kim tinh anh cho tần mục luyện kiếm rút cuộc đem tần mục đè tới lòng đất tình hình nói nhỏ Tần mục kêu trên, phí sức theo lông sạo bên dưới rút về bị ép tới máu thịt bè bét mười ngón tay, lông béo vội vàng chạy tới, lấy lòng nói. Giáo chủ, ta có thể giúp ngươi liếm liếm tay. Không cần. Tần mục hai tay vô lực quơ quơ, vận chuyển nguyên khí, cưỡng ép nối liền cánh tay, nhìn đau lấy ra một bình lông tiên, bôi lên tại mười ngón tay bên trên, thở vào một cái. Chân lông sào huyệt xuất hiện, bộ ngực hắn đế điệp lập tức lại rụt trà rụt trịch, trở nên hừng hực nóng hổi, hơn nữa đế điệp lại tại giãn ra thân thể, giống như là một con rồng nhỏ đang ngọ ngoại, ý đồ theo trước ngực hắn bay ra quay về long sào. Loại tình huống này đã từng xuất hiện một lần, tầng một suýt nữa bị bầy dao giết chết lúc, chính là đế điệp lộ ra nho nhỏ đầu rồng để bầy dao thần phục. Bất quá, chân long chi chủ đã bị luyện thành đế điệp, hoàng long quân cũng đã nói, nó không cách nào biến thành chân long. Chân lông là từ khí sinh ra, từ vận chỗ sinh, số mệnh sinh ra chân lông, diễn sinh ra chân lông thân thể. Chân lông chi chủ thật ra thì chính là một cái chủ lông mạch, bị luyện thành bảo vật, liền không có diễn biến thành chân lông khả năng. Tần mục theo trên cổ gỡ xuống đế điệp, vừa mới buông tay, liền thấy đế điệp bay lên, trên không trung chậm rãi giãn ra, tự động dần dần biến lớn, nhưng dài ngắn cũng chỉ hơn một xích, tiếp lấy hưu một tiếng rơi vào chân lông xào huyệt bên trong. Tần mục hướng lông xào bên trong nhìn lại, cái thấy đế điệp rơi vào long sào, như rồng cùng ngồi tại long sào trong tầng thứ 9, vừa vặn bổ khuyết bên trên long sào lỗ hổng. Chân long chi chủ vào sào huyệt, lập tức một cổ kinh thiên động địa long uy bộc phát ra, tầng một bên cạnh từng đầu dao long nhao nhao gần thân thể sụi lơ, nằm rạp trên mặt đất, chở lấy bọn hắn cái kia con dao long cũng vội vàng nằm sắp xuống, không nhúc nhích. Cho dù là long kỳ lân cũng là lập tức dừng lại, trên người mau cùng vẫy hết thảy dựng lên, nhưng vẫn là không đối kháng được long sào bên trong kinh khủng long uy, bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Tần mục không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức nhìn thấy long sào bên trên rất nhiều phụ văn nhảy lên, cái kia là long tộc văn tự, thiên hình vạn trạng văn tự, không ngừng biến hóa, vậy mà không có một cái nào giống nhau văn tự. Khác biệt văn tự bao hàm khác biệt tin tức, chân long sào huyệt bên trên hiện ra văn tự rõ ràng là vô cùng phức tạp công pháp. Chân lông từ số mệnh mà sinh, số mệnh tự thiên địa chi đạo mà sinh bởi vậy chân long gần đạo mỗi một con rồng sinh ra về sau liền trời sinh nắm giữ long tộc ngôn ngữ không cần đi học tập bởi vì không cần thiết học tập long ngữ như vậy long ngữ liền không có tái diễn cần thiết long tộc có thể dùng một chữ tới đại biểu một cái cách diễn đạt ý tứ cũng có thể dùng một chữ để thay thế một câu nói thậm chí có thể dùng một chữ để thay thế một mảnh lưu loát mấy vạn chữ văn chương chính là bởi vì như vậy chủng tộc khác học tập long ngữ độ khó liền cao không cách nào tưởng tượng. Hoàng Long quân huyết mạch cực cao, nhưng dù sao cũng là giao long không phải chân long, truyền thụ cho tầng mục long ngữ mặc dù rất nhiều, nhưng chân long sào huyệt bên trên vẫn là thật nhiều văn tự đồng thời không nhận ra. Hoàng Long quân truyền thụ cho tầng mục long ngữ bên trong, trong đó có chút văn tự ý nghĩa liền cực kỳ phức tạp, một cái văn tự nếu như dùng nhân tộc ngôn ngữ để diễn tả, cần dùng mấy vạn chữ mới có thể nói xong, thậm chí có chút văn tự căn bản là không có cách dùng nhân tộc ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Tần mục dốc lòng nhớ lại, đem chân lông xào huyệt bên trên lông ngữ ghi nhớ. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cũng tiến tới góp mặt, Tư Vân Hương buồn bực nói. Đây là văn tự gì? Long tộc văn tự. Linh Dục Tú kinh ngạc nói. Phía trên này đều là long tộc văn tự, ta đã từng học qua một chút, là phụ hoàng ta dạy, bất quá ta nhận ra không nhiều, chỉ có thể nhận ra lẻ tẻ mấy cái văn tự tần mục suy nghĩ một chút đột nhiên nói dục tú ngụy tử ngươi có hay không các ngươi linh gia ban đầu cửu long đế vương công cửu long đế vương công nguyên bản không hề xuất chúng đi qua linh gia lịch đại cao thủ cải tiến hoàn thiện mới diễn biến thành nhất đẳng tuyệt học chẳng qua tần mục đoán chừng ban đầu phiên bản hẳn là còn có bảo lưu nếu không duyên phong đế không có khả năng truyền thụ cho linh dục tú long ngữ tần mục hoài nghi ban đầu cửu long đế vương công chính là dùng long ngữ viết duyên phòng đế truyền thụ linh dục tú long ngữ liền để cho nàng xem nguyên thủy nhất cửu long đế vương công làm sao ngươi biết ta xem qua nguyên thủy nhất cửu long đế vương công linh dục tú khiếp sợ không thôi nói ta linh gia cổ sư nhất cửu long đế vương công là dùng long ngữ viết ta đích xác xem qua phụ hoàng để cho ta nhớ lại xuống sau đó mới truyền thụ cho ta của hắn cửu long đế vương công tần mục cười nói ngươi dùng long ngữ nói một lần cổ xưa nhất cửu long đế vương công ta sau đó cho ngươi một cái chỗ tốt lớn linh dục tú lắc đầu ta không nói ra được chẳng qua có thể viết ra tần mục lấy tới giấy bút linh dục tú viết ra mấy cái hình thù kỳ quái long tộc văn tự nói chính là như vậy ta linh gia cửu long đế vương công ghi chép tại đế điệp bên trên đáng tiếc đế điệp không cánh mà bay không biết bị cái nào đáng ghét đạo tặc trộm đi tần mục sắc mặt đỏ lên không có nói tiếp mà là đi nhìn nàng viết long tộc văn tự thì ra là thế cửu long đế vương công thật ra thì chân long sào huyệt cùng chân long chi chủ bên trên hiện ra công pháp thức mở đầu hắn đem nguyên thủy cửu long đế vương công nhìn một lần lại đi xem long sào bên trên không ngừng thoáng hiện dấu hiệu chữ viết rốt cục tìm ra chân long chi chủ công pháp rõ ràng có rõ ràng tần mục tiếp tục nghiên cứu đi xuống một thiên rộng lớn tinh diệu công pháp liền dần dần phong phú, dần dần hoàn thiện. Linh gia cửu long đế vương công chỉ có thức mở đầu, quả thực không tính là cái gì thần công diệu pháp, nhưng mà linh gia lại có thể dựa vào thức mở đầu, đem môn công pháp này hoàn thiện trở thành trên đời này nhất đẳng công pháp, cùng ba đại thánh địa trấn giáo công pháp chống chọi, đủ thấy chân long sao huyệt bên trên ghi lại công pháp là bực nào kinh người. Hắn từng chút một giải mã, trong lòng càng ngày càng sợ, đây chính là Hoàng Long Quân nói tới đoạt vận công pháp, nhưng cũng không hoàn toàn là đoạt vận. Tu luyện môn công pháp này, hấp thu chân long chi chủ long khí, bản thân liền thành chân long chi chủ. Môn công pháp này chỗ cường đại ở chỗ tu luyện người pháp lực vô cùng hùng hồn, lực lượng cũng như chân long, nhìn chung tận một lúc trước đã thấy tất cả công pháp, có thể tại tương đồng cảnh giới đi đến loại tu vi này, chỉ sợ chỉ có bá thể tam đang công nhưng mà môn công pháp này tại lực lượng cùng thân thể đạt thành tựu cao liền không phải bá thể tam đan công có khả năng sánh ngang tần mục mặc dù tại thân thể đạt thành tựu cao cũng không nhỏ nhưng bá thể tam đan công cần phải có mạnh mẽ luyện thể pháp môn bổ sung hắn đồng thời không có loại công pháp này đại dục thiên ma kinh bên trong luyện thể pháp môn đều không được xưng tuyệt đỉnh mà chân long sào huyệt bên trên công pháp lại có thể đem thân thể luyện thành long vương tốt công pháp thật là tốt công pháp duyên phong đế cũng ghê gớm tần mục tán thưởng liên tục đem môn công pháp này giải mã hơn phân nửa đụng phải rất nhiều không nhận ra văn tự lúc này mới ngẩng đầu phun ra một ngụm trọc khí khen bệ hạ quả thực ghê gớm a à. một thiên thức mở đầu luyện thành võ công tuyệt thế bực này tài hoa không thể so với quốc sư kém bao nhiêu dục tú mùi tử các ngươi linh gia là khi nào nhận được môn công pháp này ước chừng là tại hơn 700 năm trước đi. Linh Dục Tú hồi tưởng duyên phong để lời nói, nói: Phụ Hoàng nói, khi đó Linh gia tiên tổ gặp thần chỉ, ban cho hắn đế điệp, đồng thời truyền thụ cho hắn long tộc ngôn ngữ, chẳng qua tiên tổ tính tình nhanh nhẹn, không có đem học tập long ngữ sự tình để ở trong lòng. Lúc ấy tiên tổ ưa thích một nữ tử, tâm tư đều tại cái kia trên người nữ tử, nữ tử kia chính là ta Linh gia tiên tổ mẫu. Đợi đến tiên tổ muốn học lúc" phát hiện thần chỉ đã đi, mà tôn này thần chỉ dạy cho hắn long ngữ hắn cũng quên đi tám chín thành, cuối cùng chỉ từ đế điệp bên trên lĩnh ngộ ra ban đầu cửu long đế vương công. Điết Gia Gia nói không giả. Tần Mục thầm nghĩ. Khó trách Điết Gia Gia luôn luôn nói nữ nhân vướng víu, quả là thế. Đồ Gia Gia cũng nói, nữ nhân quá phiền phức, mã gia cũng không gần gũi nữ tử, nguyên lai đều là có nguyên nhân ta nhất định không thể giống như linh gia lão tổ tông như thế, bị chậm trễ tu hành. Bất quá, dục tú mùi tử dáng dấp thật đẹp mắt, hương mùi mùi mặc dù gầy chút, nhưng cũng rất đẹp. Trong lòng của hắn đề phòng, liền vội vàng đem trong lòng khác nhau tâm tư gạt bỏ đi, đem chân lông chi chủ theo long sào bên trong cầm ra đến, đầu kia hình rộng long mạch lại biến thành một khối ngọc bội đầu đuôi liên kết. Linh dục tú nhìn ở trong mắt, có chút hồ nghi cái này khối ngọc giác cùng ta linh gia đế điệp có chút tương tự chẳng qua cũng có khác biệt nghe nói đế điệp là khối ngọc bội mà khối này là ngọc giác có cái lỗ hổng tần mục cười nói ta mới vừa nói cho ngươi một cái chỗ tốt lớn hiện tại liền đem ta lĩnh ngộ ra cửu long đế vương công truyền thụ cho ngươi linh dục tú phốc cười nhạo nói ta có phụ hoàng truyền thụ cho ta cửu long đế vương công ngươi lĩnh ngộ ra còn có thể sau phụ hoàng ta lợi hại hơn tần mục đem bản thân tìm hiểu ra cửu long đế vương công chậm rãi nói ra dần dần linh dục tú sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị nàng phát hiện lúc mới bắt đầu cửu long đế vương công vẫn là linh gia ban đầu cái kia cuốn công pháp nhưng mà đằng sau nhưng càng ngày càng cao thâm thậm chí sau so duyên phong đế chỗ hoàn thiện cửu long đế vương công cao thâm hơn còn cường đại hơn bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 390. Tinh Hải hồi Hợp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 390. Tinh Hải hồi Hợp chẳng lẽ ta học được cửu long đế vương công giả, chẳng trâu học được mới là cửu long đế vương công thật. Linh Dục Tú có chút mê mang, tần mục truyền thụ cho nàng cửu long đế vương công, thuộc về Linh Gia, chỉ có khúc dạo đầu thức mở đầu. Về sau nội dung liền vượt qua Linh Gia Cửu Long Đế Vương Công Phạm Vi, không những vượt qua, mà còn siêu việt. Đáng sợ nhất là, Linh Gia Cửu Long Đế Vương Công giống như là theo thức mở đầu phát triển ra tới chi nhánh, mà tầng mục truyền lại Cửu Long Đế Vương Công thì giống như là thân cây, chi nhánh chỉ là thân cây một loại khả năng mà thôi. Nguyên thủy nhất Cửu Long Đế Vương Công tự như là một gốc vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra cây giống, Linh Gia hoàn thiện Cửu Long Đế Vương Công giống như là thân cây bẻ gãy, chỉ mọc ra một cành cây, mà tầng mục Cửu Long Đế Vương Công thì là mọc ra thân cây. Cửu Long Đế Vương công bị linh gia một đời lại một đời người hoàn thiện, đến duyên phong đế thế hệ này rốt cục đại thành, nhưng đã phát triển đến cực hạn, không có tiếp tục đào móc càng nhiều tiềm lực khả năng. Mà tầng mục Cửu Long Đế Vương công thì để nàng nhìn thấy tiềm lực vô cùng. Chỉ là vì cái gì linh gia nhiều đời như vậy người không ngừng cố gắng, lại còn so ra kém tầng mục ngắn phút chốc, lĩnh ngộ. Chẳng lẽ hắn cũng là 500 năm vừa ra thánh nhân? Tần mục nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn theo chân long sào huyệt bên trên lĩnh ngộ ra cửu long đế vương công cũng không hoàn chỉnh hắn chỉ là đem bản thân tìm hiểu ra tới truyền thụ cho linh dục tú cũng coi là đối linh gia một loại đền bù đế điệp hắn là không thể nào trả lại linh gia đây là người què đưa cho hắn bảo vật đại khư quy cũ đưa ra ngoài đồ vật không có trả lại mà còn chân long sào huyệt cùng đế điệp là một đôi thiếu một thứ cũng không được linh gia nhận được đế điệp cũng không có tác dụng gì hoàn chỉnh cửu long đế vương công chỉ có chân long vào tổ mới có thể nhìn thấy. Tần mục đem đế điệp theo long sào thu hồi về sau, những thứ này giao long cùng long kỳ lân áp lực lập tức biến mất, nhào nhào đứng dậy, nhìn về phía tần mục ánh mắt có chút kính sợ. Tần mục hạ lệnh để bọn hắn tiếp tục chạy về thiên long tinh cung, nhìn một chút long sào, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói. Tu luyện cửu long đế vương công, ta cũng có cái cực tốt chỗ, dục tú mùi tử, người đi theo ta, chúng ta nhảy đến cái này long sào bên trong. Dứt lời, bắt lấy linh dục tú tay liền hướng long sào bên trong nhảy xuống. Linh dục tú trong lòng giật mình, đang nghĩ ngợi cái này chậu cây cảnh hòn non bộ nhỏ như vậy, như thế nào mới có thể nhảy vào đi. Đột nhiên nàng nhìn thấy bọn họ nơi đặt chân, chậu cây cảnh càng lúc càng lớn, thân hình của bọn hắn kịch liệt rơi xuống, giống như là theo mấy ngàn trường không trung rơi xuống đồng dạng mà chậu cây cảnh cũng thay đổi thành phạm vi dài rộng hơn 20 dặm cự đại không gian. Vẹn vẹn là long sào tầng thứ 9 chu vi, liền có hơn 10 dặm. Hai người mới vừa vừa xuống đất, đột nhiên trên không truyền đến tiếng kêu sợ hãi, tư vân hương vậy mà cũng nhảy xuống tới, đợi rơi vào chân long tổ không gian bên trong mới phát hiện có động thiên khác, không khỏi kinh ngạc. Hồ Linh Nhi nhìn thấy ba người theo lưng rộng bên trên biến mất, vội vàng nhảy nhảy nhóc nhóc chạy đến lưng rộng bên trên, đụng đầu hướng chậu cây cảnh bên trong nhìn lại chỉ thấy tầng một ba người nhỏ bé như là kiến hôi dường như biến thành chậu cây cảnh một bộ phận bất quá bọn hắn ba người còn đang di động nói chuyện nhưng thanh âm nhìn giống như là theo mấy chục dặm truyền ra ngoài đến mơ hồ không rõ ba người bốn phía nhìn lại đối với nơi này hết sức tò mò tầng một mặc dù đi theo hoàng long quân từng tiến vào long sào nhưng mà lần kia hơn phân nửa long sào đều bị dìm ngập tại trong nham tương không có từ bên trong nhìn thấy long sào toàn cảnh. Lần này mới xem như đem long sào bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Long sào bên trong chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều phát sáng trụ thể, có giống như là thạch nhũ, có giống như là long nha, có giống như là cột. Trên mặt đất cùng trên cây cột không ngừng chấp động văn tự hình vẽ đang không ngừng biến hóa, ẩn chứa không hiểu huyền cơ. Linh dục tú hô hấp một ngụm không khí, lập tức cảm giác được vô cùng nồng đậm long khí nhau nhau vọt tới, không khỏi kinh ồ một tiếng. Cái này chân long tổ long khí so kinh thành long khí càng thêm nồng đậm, mà lại kinh thành cửu long chi khí cùng nơi này long khí so sánh, quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời, chất lượng không thể so sánh nổi. Nơi này long khí dường như càng cao cấp hơn, vượt xa cửu long chi khí. Dù sao cửu long chi khí là chính đầu long mạch hội tụ mà thành, mà ở trong đó long khí thì tụ tập duyên khang quốc cùng đại khư mấy chục đầu long mạch long khí hình thành chân long chi chủ long khí ở đây tu luyện so trong kinh thành càng nhanh linh dục tú thôi thúc tầng một truyền thụ cửu long đế vương công lập tức chỉ cảm thấy tu vi đột nhiên tăng mạnh mà còn nguyên khí càng thêm tinh thuần đại dục thiên ma kinh bên trong cũng có quan sát thần long công pháp tư vân hương thăm dò một cái cũng cảm thấy long khí liên tục không ngừng vọt tới ngắn phút chốc Môn công pháp này tự như cùng khổ tu mấy chục ngày, không khỏi giật nảy mình. Nếu như nếu có thể ở đây tu luyện hơn 10 ngày, chỉ sợ liền tương đương với tại ngoại giới khổ tu mấy chục năm, nhưng nếu không có tu vi cảnh giới hạn chế lời nói, công pháp thần thông trình độ cao, lại là lúc trước không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, mặc dù có cảnh giới hạn chế, vậy cũng không phải chuyện đùa, tuyệt đối là long hệ công pháp thần thông tu luyện thánh địa. Đáng tiếc đối ta tác dụng không lớn. Tư Vân Hương lắc đầu. Nàng chủ tu chính là đại dục thiên ma kinh bên trong tạo hóa thiên, được truyền từ thiếu niên tổ sư. Thiếu niên tổ sư đem tạo hóa bảy thiên cũng mở rộng đến cực hạn, đem bản thân các loại lĩnh ngộ truyền thụ cho nàng. Mà còn, tần mục lại đem đại dục thiên ma kinh dốc túi truyền cho, chỉ là không có truyền thụ nàng đại nhất chung công pháp, dù vậy, Tư Vân Hương cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong có hạng mấy cái đỉnh tim cao thủ. Tần mục cũng tại hấp thu chân long khí cùng linh dục tú khác biệt linh dục tú tu luyện chính là cửu long đế vương công mà hắn thì thử đem cửu long đế vương công bên trong luyện thể bộ phận dung nhập vào bá thể tam đan công bên trong cửu long đế vương công chỗ cường đại ở chỗ hùng hồn không kém hơn bá thể tam đan công pháp lực cùng mạnh mẽ đến cực điểm công pháp luyện thể mà bá thể tam đan công vừa vặn thiếu khuyết công pháp luyện thể có thể dùng cửu long đế vương công bù đắp cái này một tai hại hắn nguyên vốn đã đem duyên phong đế truyền lại cửu long đế vương công dung nhập vào bá thể tam đan công bên trong bất quá bây giờ lĩnh ngộ ra cửu long đế vương công phức tạp hơn mà còn long tộc ngôn ngữ văn tự cũng cùng nhân tộc khác biệt dung hợp được vô cùng gian nan cho dù chỉ hấp thu hắn luyện thể công pháp cũng rất là khó khăn cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình không lâu sau đó bên ngoài truyền đến hồ linh nhi thanh âm công tử thiên long tinh cung đến Tần Mục Đêm đang tại ngồi thiền tu luyện linh dục tú lưu tại Long Sào bên trong, bản thân mang theo Tư Vân Hương theo Long Sào bên trong bay ra, hai người bay ra Long Sào lúc thân hình cũng đang dần dần biến lớn, đợi cho hai chân rơi xuống đất, thân thể khôi phục như thường, toàn bộ quá trình cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hoàng Long Quân ghê gớm, hắn cũng không phải là đem Long Sào thu nhỏ, mà là đem Long Sào vị trí không gian luyện hóa thu nhỏ. Tần Mục tán thưởng, loại bản lãnh này tương đương với túi thao thiết chẳng qua túi thao thiết là bên trong dấu không gian mà hoạn long quân thì là dùng đại pháp lực đem phạm vi hơn 10 dặm không gian thu nhỏ đến bảy tám thước lớn nhỏ phía trước chính là thiên long tinh cung hồ linh nhi nói tần mục hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy một mảnh rách rưới cung điện đập vào mi mắt thiên long tinh cung là liên miên kiến trúc cổ xưa rất nhiều thôn xóm tọa lạc tại những kiến trúc này quần thể tầm đó mà tại trên cung điện không nguyên một đám to lớn như núi tảng đá nổi bồng bềnh giữa không trung, màu đen, màu đỏ, màu xanh, các loại màu sắc. Những tảng đá này thủng trăm ngàn lỗ, thỉnh thoảng va chạm, đá vụn như mưa hạ xuống. Trên bầu trời tảng đá lớn bị đụng đến mấp mô, chẳng qua hạ xuống đá vụn lại sẽ không đập phải trong thôn trang, mà là rơi vào ngoài thôn. Năm đó cao lớn nguyên nga thần cung thần điện biến thành từng mảnh từng mảnh phế tích, vẫn còn có thể che chở lấy sinh sống con người ở chỗ này. Tần Mục nhìn thấy những thứ này ăn mặc da thú quần áo, vẻ mặt mộc mạc thôn dân, liền không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Tư Vân Hương nhưng có chút xấu hổ, những thôn dân này cho dù là tại mùa đông cũng ăn mặc da thú quần đùi da thú áo ngắn, có mấy cái mười mấy tuổi choai choai hài tử ngồi xổm xuống, nửa cái bờ mông lộ ở bên ngoài, rất là xấu hổ. Năm đó ta cũng là như thế này. Tần Đại Giáo Chủ Hưng Phấn nói tư vân hương mơ màng năm đó tần đại giáo chủ cũng là như thế này nữa cái bờ mông lộ tại tình hình bên ngoài không khỏi phun một ngụm tần mục đi ra phía trước hướng lão nhân trong thôn làm lễ ra mắt hỏi thăm tin túc hải phương vị chính xác sau một lúc lâu tần mục trở về tràn đầy phấn khởi nói vị trưởng lão kia nói tin túc hải rất là nguy hiểm luôn luôn hướng ra phía ngoài phun sao đến ban đêm rất là sáng chói chúng ta nhanh lên một chút đi Tư Vân Hương trong lòng oán thầm không ngớt. Bọn họ mang theo bầy rồng đi tới một mảnh đại hạp cốc, hẻm núi bên dưới là tỉnh mịch vực sâu, sâu không lường được, chẳng qua trong vực sâu nhưng có đến không hết ánh sáng điểm suyết lấy hắc ám, theo bên trên nhìn xuống dưới, quả nhiên giống như là đang nhìn tinh không, những ánh sáng kia tự như là ngôi sao trên trời đồng dạng. Thật xinh đẹp. Hồ Linh Nhi hưng phấn nói. Thật giống như là bầu trời đêm đồng dạng. Nơi đó còn có một cái ngân hà. Tư Vân Hương có chút tê cả da đầu, Tinh Hải trong vực sâu cái kia mảnh Ngân Hà quả thực cùng Thiên Thượng Ngân Hà rất giống, nhưng mà đầu này Ngân Hà bên trong ngôi sao cũng đang không ngừng va chạm, dường như một nồi sôi cháo, hiển nhiên nguy hiểm vô cùng. Hô, trong vực sâu một cổ đen như mực kỳ quái gió thổi tới, một khỏa ngôi sao theo trong vực sâu bị thổi đi ra, hắn lớn như núi, nhưng lại không có rơi xuống đất, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung đột nhiên lại là một khỏa, ngôi sao, theo trong vực sâu bay ra, hai khỏa to lớn tảng đá va chạm, bộc phát ra tiếng vang trầm nặng, một cổ uy năng bộc phát ra, để tư vân hương tâm thần rung động, vội vàng nói. Giáo chủ Mảnh này tinh hải không phải chúng ta người ở cảnh giới này có thể đặt chân, liền xem như thần kiều cảnh giới tồn tại tiến vào bên trong, chỉ sợ đều sẽ có đến mà không có về. Yên tâm, chúng ta có bày giao giúp đỡ, không có bất kỳ nguy hiểm nào tần mục nhìn một chút tinh hải vượt sâu trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ nói giếng mặt trời cách nơi này rất xa là tại đại khư vị trí trung tâm chẳng qua viêm tinh tinh nói bọn họ một nhật giả là theo tinh hải đi ra lại từ tinh hải trở lại giếng mặt trời chẳng lẽ mảnh này tinh hải bên trong có cái gì thông đạo có thể nhanh chóng đến giếng mặt trời hắn suy tư một lát lay động sáo vàng khống chế từng đầu dao long hướng tinh hải bên trong bay đi tư vân hương như lâm đại địch đột nhiên lại trầm tĩnh lại, lắc đầu nói: "Nếu như quần tinh đụng tới, ta cho dù ngăn cản cũng không nổi bất cứ tác dụng gì. Còn không bằng nhìn xem giáo chủ có thế có thủ đoạn gì." Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí thôi thúc ngự long quyết, tránh đi từng khỏa ngôi sao, hướng cái kia mảnh tinh hải bên trong tinh hà gần. Nơi này rõ ràng là lòng đất, nhưng lại không giống như là lòng đất, mà giống như là một cái thế giới khác. Bọn họ phản phất đi vào mênh mông thâm thúy trong vũ trụ, bốn phía đều là từng khỏa dãy núi lớn nhỏ ngôi sao, tầng mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ rơi xuống chỗ lại là một cái khe nước to lớn, không nhìn thấy mặt đất. Sáng chói quần tinh phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, tinh hà uốn quanh như tuyền, đến trăm vạn mà tính ngàn vạn mà tính cái gọi là ngôi sao đang tại tinh tuyền bên trong vận hành, không ngừng va chạm, một cổ uy năng xung kích tới, để bọn hắn mặc như dao cắt. Thần Long Tráo Tần Mục cao quát một tiếng, từng đầu giao long biến hóa hình thể, đuôi liên kết, sau trảo đang sen, đầu hướng phía dưới, rót chụp xuống, đem bọn hắn bảo hộ ở trung ương, ngăn cản xung kích. Tần Mục hướng cái kia bạc trong sông nhìn lại, nhìn thấy nơi đó giống như thái cực độ âm dương ngư, giống như là hai cái to lớn vô cùng giếng sâu, vô số ngôi sao quay chung quanh giếng sâu không ngừng xoay tròn, mà tại giếng sâu phía trên, dường như cũng có hai khe nứt. Nơi đó hẳn là đại khư mặt đất. Diễn mặt trời cùng giếng mặt trăng vị trí. Tần mục trong lòng giật mình, mảnh này tinh hải không giống như là chế tạo ra, mà giống như là một cái một cái thế giới khác, nhỏ vô số lần thế giới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 391 Giếng mặt trời Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thế giới này là chế tạo ra. Tần mục đám người rất nhanh liền ý thức được nhỏ như vậy thế giới không thể nào là tự nhiên sinh ra, bởi vì bọn hắn rất nhanh đi tới thế giới này điểm cao nhất. Tần mục muốn để giao long bảo hộ lấy bọn hắn theo mảnh này tinh hà bầu trời bay qua, rút cuộc giao long bay lên trên đường bên trong, đâm vào một mảnh vô hình mạng đen bình chướng bên trên. Mạng đen bình chướng không nhìn thấy, nhưng quả thực tồn tại ở nơi đó, nơi đó là thế giới này hàng rào, giống như là một vách tường cùng cùng thế giới khác ngăn cách sở dĩ nói là chế tạo ra thế giới, là bởi vì liền tại bọn hắn đụng vào mạng đen bình chướng bên trên trong nháy mắt, mạng đen bình chướng bên trên hiện ra đến không hết tổ ong hình dáng phong ấn, phát ra lọc cọc lọc cọc lọc cọc thanh âm, nhanh chóng đem một mảng lớn màn trời thắp sáng, bọn họ phản phất đi vào một cái to lớn tổ ong bên trong. Đây là tổ ong phong ấn, tầng mục từng tại minh cốc bên trong gặp qua loại này phong ấn, đồng thời không xa là gì cổ đại thần chỉ dùng tổ ông phong ấn tới lấp kín u đô thế giới cùng thế giới hiện thực vết nứt mà ở trong đó tổ ông phong ấn thì bị dùng để xem như thần tạo thế giới hàng rào không có cách nào đi vòng qua chỉ có từ trong tinh hà đi tới tầng một dò xét bốn phía hắc ám có thế giới này hàng rào ngăn cản không cách nào từ bầu trời đi vòng qua chỉ có lội lấy tinh hà xông đến giếng mặt trời nơi đó mảnh không gian này có chút kỳ dị thoạt nhìn cũng không lớn Giếng mặt trời cùng giếng mặt trăng vị trí cũng cũng không xa, nhiều nhất cách xa nhau 3 năm dặm. Tần Mục nói, chẳng qua theo địa lý đồ nhìn lại, giếng mặt trăng cùng giếng mặt trời cách nhau mấy vạn dặm. Cái này là làm sao làm được? Tư Vân Hương suy tư nói, truyền tống thần thông. Không phải, hẳn là chồng chất không gian. Cũng không đúng. Nơi này là một cái hoàn chỉnh không gian đồng thời không có chồng chất đầy rốt cuộc là cái gì thần thông đại khư bên trong hai cái giếng cách nhau mấy vạn dặm mà tại tinh hải bên trong nhưng chỉ cách nhau ba năm dặm mà tại duyên khang quốc ngắm nhìn bầu trời ngôi sao thoạt nhìn hai bên rất gần nhưng trên thực tế nhưng rất xa nơi này cùng hiện thực ngược lại khiến cho người tắm tắt lấy làm kỳ lạ tư vân hương cũng bị náo hồ đồ rồi không biết tạo thành loại này dị tượng đến cùng là cái gì thần thông tần mục cười nói thượng cổ đại khư thần chỉ thần thông quảng đại có thật nhiều chúng ta chưa từng biết đến thần thông có lẽ bọn họ chế tạo nơi này chỉ là vì chế tạo ra một con đường thuận tiện bọn họ tại đại khư bên trong đi lại chúng ta đi trước giếng mặt trời lại nói chính con dao long đem bọn hắn che đậy tại trung tâm hướng tinh hà bay đi từng đầu dao long căng thẳng trong tinh hà đâu đâu cũng có dãy núi lớn nhỏ đá tảng bay tới đánh tới hỗn loạn không chịu nổi mỗi khi có dãy núi lớn nhỏ ngôi sao đánh tới, từng đầu giao long liền thi triển thần thông, đem sao trời đẩy ra. Những ngôi sao này cũng là nhân tạo ngôi sao, kích cỡ đều không coi là quá lớn, chẳng qua trong đó có chút đặc biệt ngôi sao, giống như là Mỹ Ngọc, thông suốt ống ánh, hiện ra ánh sáng theo bọn họ cách đó không xa xẹt qua. Thật xinh đẹp. Không tốt. Tần mục sắc mặt đại biến, địch tiếng nổ lớn, khống chế hơn 10 con dao lông, tất cả dao long thân thể kịch liệt thu nhỏ, chen chút mà tới leo đến trên người hắn, tần mục một tay nắm lên hồ linh nhi ném tới trên bờ vai, một tay giữ chặt tư vân hương, quát. Long béo, nhanh nhảy vào long sào bên trong. Hắn mang theo hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương tung người nhảy vào Long Sào, Long Kỳ Lân cũng vội vàng nhảy tới, nhưng vào lúc này, viên kia Mỹ Ngọc ngôi sao ánh sáng biến đến vô cùng xinh đẹp, chỉ một thoáng ánh kiếm năm màu ngang trời, phô thiên cái địa quét ngang bốn phương tám hướng ngôi sao. Từng viên dãy núi lớn nhỏ ngôi sao bị kiếm quan xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Tần mục mang theo quần lông cùng hồ linh nhi, tư vân hương nhảy vào lông sào, đỉnh đầu vô số lưỡi phi kiếm thoáng một cái đã qua, hồ linh nhi vội vàng rụt đầu, mấy sợi tóc bị cắt xuống, lông kỳ lân vội vàng thu hồi đuôi, một đạo kiếm quan theo hắn đuôi sau đảo qua, hai chiếc vẫy rồng hạ xuống. Mọi người chưa tỉnh hồn, lại thấy cái kia mỹ ngọc ngôi sao không cánh mà bay, hư không tiêu thất không thấy. Đột nhiên, từng cái phi kiếm năm màu lại giống là đủ mọi màu sắc mưa sao băng đồng dạng xẹt qua lông sào bầu trời, đinh đinh đang đang đụng vào nhau, lại biến thành một cái mỹ ngọc ngôi sao theo tinh hà chảy về phía phương xa. Thật là lớn kiếm hoàng. Hồ Linh Nhi nhìn mà trợn tròn mắt. Long Kỳ Lân lẩm bẩm nói. Sao giáo chủ kiếm hoàng còn muốn lớn. Tần Mục cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, thế gian này lại còn có khổng lồ như thế kiếm hoàng hắn nguyên vốn cho là mình kiếm hoàng đã rất lớn nhìn thấy cái này kiếm hoàng mới biết được là tiểu vu gặp đại vua chẳng lẽ là thần chỉ bảo vật bọn họ lại bay ra long sào tần mục vẫn như cũ để bày giao hóa thành thần long tráo lại để cho một con dao long cổng long sào càng thêm chú ý cẩn thận thần long tráo đến từ linh gia thần thông cửu long thần hỏa tráo vốn là công kích luyện hóa thần thông bị tần mục khống chế chính con dao long xem như trận pháp thi triển đi ra. Trong lòng hắn, vận dụng chi diệu tồn hồ nhất tâm, chưa từng có nhiều như vậy quy định cứng nhắc, có ít người cảm thấy suy nghĩ của hắn thiên mã hành không, có ít người nhưng cảm thấy hắn phản kinh ly đạo, nhưng mà hắn cũng không để ý. Hỗn loạn tinh hà thỉnh thoảng có ngôi sao đánh tới, cho dù là thần long tráo từ chính đầu thực lực mạnh mẽ vô cùng giao long tạo thành, quần long cũng bị đụng xương cốt đứt gãy. Tần mục không ngừng luyện chế linh đang dịu dược, là bị thương giao long chữa thương, để cái khác giao long gánh lên, duy trì thần long tráo không phá. Trên đường đi thiên tân vạn khổ, cuối cùng đi tới mảnh này ngân hà vị trí hạch tâm, khoảng cách hai cái thần giếng không xa. Nơi này có chút an toàn, quần tinh quay chung quanh giếng mặt trời cùng giếng mặt trăng xoay tròn, đến nơi này ngôi sao chỉ có vô số mấy khỏa, số lượng cũng không nhiều. Tư vân hương thở phào nhẹ nhõm, buồn bực nói, giáo chủ, nơi này như vậy hung hiểm, chúng ta có mười mấy con dao long thủ hộ, còn muốn thỉnh thoảng trốn đến long sào bên trong mới có thể tránh mở nguy hiểm, vì kia thái dương thủ lại là làm sao tới được nơi này. Tần mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giếng mặt trời cùng giếng mặt trăng bên trong cũng có một đạo thô to cột sáng bắn hướng lên phía trên, mà ở phía trên, lại có hai cái hình tròn lỗ lớn, dường như miệng giếng. Bọn họ nếu là một nhật giả, đương nhiên là điều khiển lấy thuyền Thái Dương đến chỗ này mà còn, Thái Dương thủ thực lực cũng là cực cao, là một tôn thiên thần tồn tại. Tư Vân Hương giật nảy mình, thiên thần tồn tại. Tần Mục không có giải thích, giao lòng thân thể bơi lội, lắc đầu vẫy đuôi, chở lấy bọn hắn hướng lên không cột sáng bay đi. Đột nhiên, Tần Mục nhìn xuống dưới, không khỏi giật mình, chỉ thấy chiếc kia to lớn giếng mặt trời bên trong chất đầy to lớn quan cầu, giống như là từng khỏa mặt trời. Đương nhiên, những thứ này mặt trời cũng không lớn, hẳn là thần tạo vật luyện thành bảo vật. Nhưng nhiều như vậy mặt trời chen tại giếng sâu bên trong, vẫn là để hắn có chút trung động. Thuyền thái dương bên trên mặt trời dập tắt, bọn họ vì cái gì không từ giếng mặt trời bên trong vớt ra một khỏa không có dập tắt mặt trời. Hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, bọn họ bầu trời đột nhiên truyền đến xiềng xích rầm rầm lay động tiếng vang, một cái thô to vô cùng dây xích đen từ giếng mặt trời miệng giếng rũ xuống, không ngừng chuyển xuống, hướng trong giếng mặt trời gần. Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói. Công tử, mục nhật giả tại câu mặt trời ư. Tần mục cũng là sai lầm kinh ngạc không ngớt, xiên xích phía dưới còn mang theo mấy cái lớn móc, hẳn là ý đồ ông lấy trong giếng mặt trời, đem mặt trời từ trong giếng đưa ra tới. Bất quá hắn rất mau nhìn đến những thứ này dây xích đen bị nướng đến đỏ thẳm, chưa đi tới trong giếng cũng đã có nóng chảy xu thế, nước thép rầm rầm không ngừng theo dây xích hướng trong giếng rơi đi. Không chỉ có như vậy, mấy cái kia lớn móc cũng bị thiêu đến nhũng dần, còn chưa chờ đến dây xích đen gần mặt trời, móc liền hoàn toàn tan rã, mà dây xích đen cũng bị nướng đến đứt trời. Bầu trời rầm rầm khẽ động xiền xích thanh âm truyền đến, một thanh âm tại bên cạnh giếng vang lên, thở dài. Vẫn là câu không ra. Giao long bay đến miệng giếng, càng là gần, cái kia miệng giếng liền càng lớn càng rộng, đợi cho giao long mang theo tầng một đám người bay ra miệng giếng cái này giếng mặt trời đã biến thành một cái rộng chừng 500 dặm cửa động khổng lồ. Hướng trong động nhìn lại, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy như mặt trời quang mang chói mắt, thẳng tắp cột sáng theo trong giếng bắn ra, chiếu trên bầu trời. Quang mang lại từ trên bầu trời tản ra, tạo thành một cái to lớn khung tròn đem nơi đây bao lại. Cái này miệng giếng mặt trời, liền giống như là một mặt vô cùng to lớn tỏa ra ánh sáng gương sáng. a à, không có câu được mặt trời, ngược lại câu đi ra một con dao lông. Bên cạnh giếng truyền đến âm thanh vang dội, kinh ngạc nói. Tần mục đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái mục nhật tộc cự nhân đứng tại bên cạnh giếng, thân mặc áo bào trắng, giống như là nguyên một đám tế ti, đang tại lôi kéo xiềng xích, kinh ngạc xem lấy bọn hắn. Tần mục hai, ba bước tầm đó đi đến giao đỉnh đầu rồng, mỉm cười nói. Vô ưu hương người, tần mục, tới gặp Thái Dương Thủ còn xin mấy vị trưởng lão thông báo. Từ vô ưu hương tới khách nhân. Mấy vị kia mục nhật thần tộc cường giả lấy làm kinh hải, vội vàng ném xiền xích, nhau nhau làm lễ ra mắt, cao giọng nói. Vô ưu hương khách nhân, ngươi lại đợi chút một lát, để chúng ta tiến đến bẩm báo. Dứt lời, liền vội vàng xoay người đi. Bọn họ hình như hiểu lầm, ta chỉ nói là ta là vô ưu hương người, cũng không có nói ta là từ vô ưu hương tới. Tần Mục vào đầu, để giao Long đi tới bên cạnh giếng hạ xuống, xem những thứ này Mục Nhật giả trịnh trọng như vậy, chỉ sợ là muốn mời đến trong tộc nhân vật cao tầng, Long trọng nên đón. Tư Vân Hương gõ gõ Long Sào, hướng Long Sào bên trong hô. Tú công chúa, chúng ta đến giếng mặt trời, nhanh lên đi ra. Linh Dục Tú theo trong nhập định tỉnh lại, tung người nhảy lên, hóa thành một đạo Long khí bay ra, Rời khôi phục thân hình. Tư Vân Hương cực kỳ hâm mộ ngực lớn công chúa cái này trong khoảng thời gian ngắn liền tu vi tăng nhiều, so với ta mạnh hơn. Linh dục tú bốn phía nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn, nhìn chầm chầm vào dừng sát ở giếng mặt trời cách đó không xa cái kia chiếc thuyền lớn, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuyền Thái Dương, nhưng vẫn là khó nén trong lòng rung động. Chiếc này thuyền Thái Dương thực sự quá to lớn, xiên xích kéo lấy một vòng màu đen mặt trời, nằm rạp trên mặt đất. Chiếc thuyền kia sàn tàu chính là một tòa đại lục, có thể làm cho mấy vạn người ở trong đó sinh hoạt sinh sôi. Nàng hướng nhìn bốn phía, trong lòng lại là đại chấn, mảnh này giếng mặt trời bốn phía bị khung tròn bao lại, tạo thành một cái không gian đặc thù, tràn ngập một cổ để cho người ta sao động lực lượng. Thuần dương chi khí Tần mục thì tại bên cạnh giếng dò xét một tòa cao lớn bia đá, Hồ Linh Nhi tiến đến trước mặt, lấy ra một cái sách nhỏ cùng bút mực, ý định đem trên tấm bia văn tự ghi nhớ, nàng từ khi đi theo người điếc học tập thư họa liền biến đến vô cùng nghiêm túc gặp đến bất kỳ lời muốn vồ xuống tới chẳng qua cái này trên tấm bia văn tự nàng nhưng không nhận ra đành phải hỏi công tử cái này trên tấm bia nói là cái gì đây là dùng thần văn thư viết bài minh ghi chép giếng mặt trời ở dưới lịch sử tần mục đọc đi nói trên tấm bia nói hoàng lệnh tỷ thanh luyện nhật nguyệt hai giếng tỷ thanh ngang bướng trăm năm không thành hoàng giận muốn tru diệt. Tỷ Thanh ngay sau đó nơm nớp lo sợ, 50 năm luyện thành, nhưng trong giếng Nhật Nguyệt vô quan, Tỷ Thanh lấy hắn hai mắt đưa vào trong giếng, Nhật Nguyệt sáng rực. Hoàng lệnh sử quan tạo bia kỷ niệm. Hắn ngẩng đầu nhìn thuyền Thái Dương bên trên trôi nổi cái kia luân màu đen mặt trời, nói. Mặt trời kia có Tỷ Thanh thần chỉ máu, cho nên sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng mà chẳng biết tại sao mặt trời dập tắt. Mặt trời dập tắt, là bởi vì cường địch gây nên. Tần mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tính ra hàng trăm mục nhật thần tộc hướng bên này đi tới, nguyên một đám thân thể vĩ đại, cầm đầu là mục nhật thần tộc lão tộc trưởng, nhìn thấy tần mục, hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ thất vọng, nói. Nguyên lai là tương long thành vị kia tiểu hữu, ta còn tưởng rằng là vô ưu hương người tới đây. Tiểu hữu, ngươi tới nơi này làm gì? Tần mục cười nói. Tới gặp Thái Dương Thủ lão tộc trưởng lắc đầu, nói. Thái dương thủ không còn sống lâu nữa, chúng ta đang tại lựa chọn mới thái dương thủ. Tiểu hữu cùng vô ưu hương rất có nguồn gốc, lưu lại làm chứng A. Tần mục trong lòng rung lên, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Không phải nói viêm tinh tinh còn có rất nhiều năm thọ nguyên ư vì cái gì? Vì vực ma thần tiến đánh giếng mặt trời, thái dương thủ tự mình đem người ngăn cản, thọ nguyên tiêu hao được không sai biệt lắm cái kia lão tộc trưởng thở dài các ngươi đi theo ta đi thái dương thủ có thể nhìn thấy ngươi vị này bạn cũ hẳn là sẽ mỉm cười mà chết bốn phía mục nhật giả vẻ mặt ảm đạm áo bào trắng lay động để trong không khí dường như cũng chảy xuôi khí tức bi thương lão tộc trưởng dừng bước nhìn chung quanh một vòng quát làm sao buồn thái trở thành thái dương thủ một khắc này liền nhất định cùng thuyền thái dương tương dung cùng thuyền thái dương vừa vặn cùng lịch đại tổ tông tiên hiền đặt song song, đây là vinh quang. Các ngươi làm sao buồn thái? Sắc trời sắp muộn, dị vực ma thần còn sẽ xâm lấn, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Tần mục ngửa đầu nhìn xem hắn, chỉ thấy vị này lão tộc trưởng mênh mang tóc trắng hơi rung nhẹ, viêm tinh tinh là cháu gái của hắn, hắn đang hỏi làm sao buồn, trong lòng chi buồn lại không cách nào nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 392. Lại cháy lên mặt trời. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 392. Lại cháy lên mặt trời thuyền Thái Dương bên trên, nơi này thuần dương chi khí càng thêm nồng đậm, nhưng mà lại không hề nóng bức, ngược lại có một loại mùa xuân cảm giác ấm áp. Thuyền Thái Dương rất lớn, trên thuyền lục địa cũng rất là rộng lớn, nhưng là đối với một nhật tộc nhân tới nói, mảnh này nghĩ lại chỗ cũng không tính lớn bởi vì bọn họ là cao tới hơn 10 trượng cự nhân. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đám người nhìn thấy cái này thần tộc bên trong đâu đâu cũng có như ngọn núi nhỏ cự nhân lúc, vẫn là không nhìn được sợ hãi tháng phục, cho dù là một nhật giả bên trong trẻ con, cũng cao tới hai ba trượng, một thân cơ bắp, khổng vũ hữu lực, hơi động một cái liền ông lấy một thân cơ bắp. Vì kia thái dương thủ cũng hẳn là cự nhân. Linh Dục Tú thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chăn trâu đúng là đến giúp đỡ nhen lửa mặt trời, không phải tới treo hoa gẹo nguyệt khắp nơi lưu tình. Như thế lớn cự nhân, không có khả năng ưa thích hán dạng này tiểu bất điểm nhi. Mà còn vị này viêm tinh tinh là thần chỉ, cho dù là nữ thần, khẳng định càng thêm khổng vũ hữu lực, hơi cười một cái cũng sẽ ôm lấy mặt mũi dữ tợn, cường tráng đến đáng sợ. Chăn trâu thẩm mỹ mặc dù cổ quái một chút, nhưng cũng không thể cổ quái đến loại trình độ này. Tần mục bốn phía nhìn lại, nơi này sinh hoạt một nhật giả bộ lạc, một nhật giả sở dĩ được xưng một nhật giả, mặt chữ ý tứ chính là bọn họ là một đám chăn thả mặt trời người. cái này cùng một nguyệt giả tương đồng, một nguyệt giả ý tứ cũng là chăn thả mặt trăng người. nếu là chăn thả, khẳng định như vậy không chỉ một phần mặt trời hoặc là mặt trăng, khẳng định là thành đàn thành đàn mặt trời mặt trăng. có lẽ tại lịch sử cái nào đó thời kỳ. Mục nhật giả bọn họ sẽ điều khiển lấy từng khóa mặt trời tại bóng tối đại lục ở bên trên đi lại, theo phương đông đi đến phương tây, xua tan bóng tối. Tới ban đêm, mục nguyệt giả bọn họ sẽ mang theo từng vận mặt trăng đi lại tại đại khư bên trong, tuần hoàn qua lại. Thuyền Thái Dương so trước kia tỏ ra càng thêm trách nát, lần trước tầng mục nhìn thấy chiếc thuyền lớn này lúc, bông thuyền còn rất là hoàn chỉnh, mặc dù lưu lại rất nhiều chiến đấu dấu vết, nhưng một nhật giả bọn họ đem nơi này quét dọn đến rất sạch sẽ, rất thần thánh. Mà bây giờ đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, một nhật giả bộ lạc bên trong cũng nhiều có người bị thương, những cái kia người bị thương nhìn thấy tộc trưởng dẫn dắt lấy tầng một đám người, lúc này ngừng thở, chờ đến tầng một bọn họ đi xa, lúc này mới phát ra thấp giọng trên rỉ. Nhưng vẫn là cắn chặt trăng, tận lực hạ thấp thanh âm. Bọn họ ý đồ bảo lưu tôn nghiêm của mình. Tộc trưởng, người có trên cái thế giới này anh dũng nhất chiến sĩ tần mục sinh lòng sùng bái, đạo. Mục nhật giả bên trong, không có kẻ hèn nhát. Lão tộc trưởng tiếng như chuông lớn. Tần mục nhìn thấy có chút mục nhật giả trong vết thương bay ra khỏi từng tia từng sợi khói đen, cái kia là cường đại tên ma thần thông lưu lại đốt bị thương, giếng mặt trời thuần dương chi khí đang trợ giúp bọn họ luyện hóa ma khí. Không bao lâu, bọn họ đi qua mục nhật giả một tòa trách rưới trước thần điện, một cái chặt đứt một nửa chiến kích cắm ở giữa đại điện, bốn phía bốc lên cuồn cuộn hắc khí, trong hắc khí truyền đến tiếng kêu chói tai. Giáo chủ là ma thần binh. Tư Vân Hương thấp giọng nói. Tần Mục gật đầu, không nói gì, với tư cách thiên ma giáo chủ, duyên khang quốc ma đạo đại phái đệ nhất, lão đại, hắn đối ma đạo tự nhiên không hề lạ lẫm. Tần Mục theo đuổi truy nguyên nguồn gốc, tri hành hợp nhất, vận dụng chi diệu, tồn hộ nhất tâm, câu trước là học tập, tìm tòi, hành động, câu nói kế tiếp chính là thuận mặt cho tự nhiên, liền gọi là đạo. Cho nên hắn đối như thế nào phân chia thần ma cũng không để ý. Đại dục thiên ma kinh, trong lòng còn có ma tính liền là ma đạo công pháp, trong lòng còn có thần tính chính là thần đạo công pháp, trong lòng còn có Phật, đó chính là Phật đạo công pháp. Chẳng qua theo những thứ này một nhật giả chiến sĩ vết thương trên người cùng cái này miệng ma thần binh đến xem, tiếng đánh giếng mặt trời dị vực cường giả tại ma đạo bên trên trình độ cực cao, đã vượt qua hắn cái này thiên ma giáo chủ nhận thức cấp độ Mục nguyệt giả nguyệt lượng thủ tại đối mặt dị vực ma thần lúc công kích Lựa chọn chạy trốn, vứt bỏ tộc nhân chạy tới phong đô tị nạn Mà thái dương thủ nhưng mong muốn cùng tộc nhân làm bạn Chết cũng phải bảo vệ tộc nhân Tần mục nhớ tới cái kia hai chân bị thuyền thái dương gặm đến gậy yếu vô cùng cô gái, thầm nghĩ Thái dương thủ khí tiết, cao hơn nguyệt lượng thủ nhiều lắm bọn họ đi qua một vùng phế tích lúc thấy được một ngụm to lớn chuông vàng, chuông vàng chụp xuống, có cao hơn 10 trượng, chuông vàng bên trong thỉnh thoảng truyền đến công công tiếng gõ, chuông bên dưới khói đen mờ ảo, bên trong hẳn là còn trấn áp lợi hại gì tồn tại, chuông bên cạnh có mấy cái mục nhật giả đang tại thôi thúc thái dương chân hỏa luyện hóa chuông bên trong trấn áp cường giả. Trừ cái đó ra, còn có chút mục nhật giả đang tại đem một chút hình dáng kỳ lạ quái vật đóng thi thể tích cùng một chỗ, thôi thúc chân hỏa thiêu đi ra một cổ làm người ta buồn nôn mùi thối. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú đều lớn cao mày, không biết cái này là chủng tộc gì, vì sao phải tiến đánh giếng mặt trời. Tần Mục giải thích nói. Mục Nhật Giả là đại khư thủ hộ giả, đại khư bên trong rất nhiều người cũng không biết, Mục Nhật Giả giúp bọn hắn ngăn cản bao nhiêu lần nguy hiểm. Lần trước quốc sư xâm lấn đại khư, cũng là bị Mục Nhật Giả bức lui. Thế giới khác thần ma chủng tộc xâm lấn đại khư, cũng cần trước qua một nhật giả một nguyệt giả cửa này. Một nguyệt giả đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có một nhật giả. Linh dục tú sắc mặt đỏ lên. Duyên Khang quốc sư tiến đánh đại khư, nàng cũng ở trong đó, phụ trách dò đường, cũng là vào lúc đó tiếp xúc đến tầng mục. Nếu như lúc ấy Duyên Khang quốc sư thật đánh vào đại khư, như vậy nên đón Duyên Khang quốc sư chỉ sợ là một hồi vô cùng đau bài học kinh nghiệm. Bọn họ đi tới thuyền Thái Dương trung tâm, rốt cục thấy được thái dương thủ. Viêm tinh tinh chỉ còn lại có đầu cùng tay còn ở bên ngoài, thân thể của nàng đã chạm vào thuyền thái dương bên trong, bốn cái tay bắt lấy bốn cái thô to cột, trên người tràn ngập kinh khủng thần uy. Tinh tinh, tương long thành thiếu niên kia tần mục, tới thăm ngươi. Lão tộc trưởng đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói. Là chăn trâu bé trai đến xem ta sao? Viêm tinh tinh buông ra nắm chặt cột tay, muốn tránh thoát thuyền thái dương, chẳng qua thân thể đã cùng Thuyền Thái Dương dung hợp, không cách nào thoát thân, thở hổn hển nói. "Ta không ra được, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi đến bên này." Tần Mục đi ra phía trước, đi vòng qua trước mặt của nàng, viêm tinh tinh trên mặt vẫn như cũ mang theo hài lúc ngây thơ, nhìn về phía Tần Mục phương hướng, lộ ra nụ cười nói. "Ngươi đã đến ư, còn có thể gặp lại lúc đó bạn chơi, thật tốt." Tần Mục đứng ở trước mặt của nàng, tinh tế nhìn về phía con mắt của nàng, nói khẽ ta ở đây ta lớn hơn chút rồi con mắt của nàng tràn đầy lửa cháy hừng hực dường như hai cái mặt trời nhỏ nhưng mà con mắt của nàng đã nhìn không thấy đồ vật bị thái dương chân hỏa hoàn toàn bổ sung ánh mắt kết cấu biến mất nàng buông lỏng ra nắm chặt cột tay thân thể nhanh chóng thu nhỏ nhưng thuyền thái dương mặt đất cũng tại thu hẹp từ đầu đến cuối đưa nàng vây khốn thái dương thủ như vậy nguyệt lượng thủ cũng là như vậy chỉ cần gánh vác thái dương thủ nguyệt lượng thủ trách nhiệm, liền sẽ cùng thuyền thái dương mặt trăng thuyền dần dần dung hợp, đem sinh mệnh của mình ký thác vào trên thuyền, tùy ý thuyền thái dương mặt trăng thuyền hấp thu sinh mệnh lực của mình, thẳng đến hoàn toàn biến thành thuyền một bộ phận. Tần mục sắc mặt phức tạp, hắn đang tìm kiếm người trong thôn lúc đã từng trở thành nguyệt lượng thủ, bất quá hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền từ mặt trăng trên thuyền thoát thân, đối với mình hao tổn không lớn. Mà viêm tinh tinh nhưng tổn hao quá nhiều, Cùng Thuyền Thái Dương dung hợp quá nhiều, không còn sống lâu nữa. Càng là thôi thúc Thuyền Thái Dương lực lượng, liền cùng Thuyền Thái Dương dung hợp càng nhiều, tính mạng hao tổn đến liền càng nhiều. Máu thịt của nàng trên cơ bản đã hoàn toàn cùng Thuyền Thái Dương dung hợp, cho dù lần nữa nhen lửa mặt trời, có hay không có thể đưa nàng cứu ra, Tần Mục cũng không có nắm chắc. Cô gái này tại không có nắm chặt cột lúc rất nhỏ gầy, nhỏ gầy đáng thương, cổ của nàng gầy đến dường như không cách nào nâng lên đầu lâu của mình lúc nào cũng có thể bẻ gãy bộ dạng. Nàng nói mình là nàng lúc đó bạn chơi, thật ra thì Tần Mục chỉ cùng nàng gặp qua một lần mà thôi. Nàng cũng không có bạn chơi. Nàng là Thái Dương Thủ, tộc nhân đối nàng tích trữ lòng kính sợ, trong tộc thiếu niên thiếu nữ đối nàng tràn đầy tôn kính, không sẽ cùng nàng chơi đùa, nàng từ nhỏ liền phụ trách gánh vác bảo hộ chủng tộc bảo hộ đại khư gánh nặng. Tương Long thành một bên, Tần Mục cái này ngoài tộc thiếu niên đi tới trên thuyền, cùng nàng trò chuyện sẽ trời, nói hội thoại, nàng liền đem tần mục trở thành bạn chơi, trở thành tri kỷ. Một loại nào đó mức độ bên trên tần mục cùng nàng là cùng loại người. Khi còn bé tần mục cũng không có bạn chơi, mỗi ngày đều là hướng trong thôn các lão nhân học tập đủ loại tri thức, chuyên cần khổ luyện, không có người đồng lứa có thể cùng hắn chơi đùa. Chẳng qua tần mục có chính cái bề trên, đối với hắn dốc lòng chăm sóc, mà viêm tinh tinh bề trên đối nàng cũng đồng dạng trong lòng còn có kính sợ. Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cùng Linh Dục Tú đi tới viêm tinh tinh bên cạnh, trong lòng rầu rĩ, cô gái này niên kỹ kỹ cùng các nàng không sai biệt lắm, nhưng mà gánh vác trọng trách so với các nàng nặng nề vô số lần. Tư Vân Hương nhịn không được nói. Mặt trời dập tắt, thế nhưng là giếng mặt trời bên trong còn có thật nhiều. Các ngươi vì cái gì không đổi một khỏa mới mặt trời? Ta nhìn thấy các ngươi những thứ này dây xích buộc lại màu đen mặt trời, không thể dùng những thứ này dây xích đi bắt mới mặt trời ư. Những thứ này xiên xích là thiên công thần tộc trèn đúc, thiên công thần tộc đã diệt tuyệt. Lão tộc trưởng nói, chúng ta mục nhật giả chân hỏa luyện ra xiên xích, không thể chống đỡ được mặt trời chân hỏa, câu không ra mới mặt trời. Chúng ta đã thử qua vô số lần. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới hoàng long quân cùng người câm đối thoại, nói. Trên đời này còn có thiên công, còn có thể luyện ra dạng này xiềng xích lão tộc trưởng liếc hắn một cái lắc đầu nói còn lại thiên công tại vô ưu hương nếu như ngươi có thể trở lại vô ưu hương nói không chừng có thể mang đến một vị thiên công giải cứu chúng ta một nhật tộc đáng tiếc ngươi đến nay không có thể trở về đến vô ưu hương a à. tần mục lắc đầu nói ta đích xác chưa có trở lại vô ưu hương ta lần này đến là giúp các ngươi nhen lửa mặt trời cho dù không cách nào nhen lửa ta còn có cái khác bản lĩnh ta đi theo thiên công học qua rèn sắt nói không chừng có thể giúp các ngươi luyện ra mới xiền xích dùng để câu ra một khỏa mới mặt trời hắn lộ ra nụ cười như ánh mặt trời hướng chỉ lộ ra một khỏa đầu gầy tiểu nữ hai cười nói ta tới thực hiện lời hứa của mình ta đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một phần mặt trời đen sắc mặt bình tĩnh nói ngươi đã từng nói với ta đốt lên cái này vần mặt trời ngươi liền có thể thoát thân nếu như ta hiện tại đốt lên cái này mặt trời ngươi còn có thể theo thuyền thái dương bên trong thoát thân ư ta không biết viêm tinh tinh đồng tử bên trong hỏa diễm đột nhiên thịnh vượng một chút dường như sinh ra một chút hy vọng một nhật giả lão tộc trưởng vẻ mặt ảm đạm nói tần tiểu hữu ngươi mặc dù là vô ưu hương khách tới nhưng mà ngươi chưa có trở lại vô ưu hương không có nhen lửa mặt trời năng lực mà còn coi như đốt lên thái dương thủ cũng không sống nổi mấy năm tính mạng của nàng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm người chết như đèn diệt dầu thấp sắp hao hết hắn phấn chấn tinh thần nói không cần uổng phí tâm tư chúng ta một nhật giả đang tại lựa chọn đời tiếp theo thái dương thủ với tư cách vô ưu hương khách nhân tới chứng kiến đời tiếp theo thái dương thủ sinh ra đi đêm nay Dị vực mà quái sẽ còn đến đây tiến đánh, nhất định phải tuyển ra thái dương thủ chuẩn bị bất trắc. Tần mục lắc đầu, cố chấp vô cùng. Bất kể có thể hay không nhen lửa mặt trời, ta đều muốn thử một lần. Cái kia lão tộc trưởng lắc đầu, mang theo tộc nhân rời đi, đi chuẩn bị tuyển chọn thái dương thủ. Tần mục lấy ra thái dương ngọc nhãn, để dưới đất, ngước nhìn mặt trời đen, suy nghĩ một chút, đem ngọc nhãn dơ lên cao cao, dọc theo xiềng xích hướng mặt trời đen chạy đi các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi đem mặt trời đốt lên liền trở về linh dục tú vội vàng cao giọng nói mặt trời thiêu đốt lúc sẽ đem ngươi thiêu chết sẽ không tiếng sáo truyền đến từng đầu hỏa giao long đằng không bay ra theo sát tầng mục sau lưng tầng mục xa xa nói có những thứ này giao long tại có thể chạy trốn thái dương thủ các ngươi cái này vần mặt trời thật sự mặt trời hay là giả mặt trời linh dục tú liền vội vàng hỏi viêm tinh tinh nói là thần tạo vật nghe nói là thiên thần tỷ thanh luyện chế bảo vật nguy rồi linh dục tú tê cả da đầu chăn trâu không có hỏi thăm rõ ràng liền chạy tới cái này thiên thần chi bảo bốc cháy lên lúc thiên thần chi uy tràn ngập chỉ sợ sẽ đem chăn trâu tính cả những cái kia giao lông cùng một chỗ đốt thành tro đây chẳng phải là nói ta có thể kế vị giáo chủ Tư Vân Hương ánh mắt lập tức sáng lên. Linh Dục Tú trừng nàng liếc mắt, Tư Vân Hương vội vàng cười nói. Ta là nói đùa, ta mới không muốn làm tiểu quả phụ đây. Ta nghĩ, nếu là một nhật giả, nhất định có thể chống cự mặt trời thần hỏa, có lẽ để lão tộc trưởng kia hỗ trợ, bảo vệ giáo chủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 393 Điện Hạ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 393 điện hạ long béo hồ linh nhi nói một tiếng long kỳ lân cũng biết tình thế nghiêm trọng vội vàng thân thể lay động hiện ra chân thân hóa thành cự thú linh dục tú cùng tư vân hương nhảy đến long kỳ lân trên lưng viêm tinh tinh vội vàng nói bọn họ tại ta một nhật tộc thái dương thần điện các ngươi hướng bên kia đi cao nhất lớn nhất tòa kia thần điện là được Long Kỳ Lân vội vàng phát lực, hướng tuyển chọn đời kế tiếp Thái Dương thủ vị trí chạy đi. Đợi đi tới Thái Dương thần điện, chỉ thấy cung điện này trên cánh cửa là tam túc điểu tiêu chí, tam túc điểu tại mặt trời hình vẽ bên trong. Hai tôn cự nhân chống phù việc canh giữ ở đại điện cửa hai bên, đây là thành niên mục nhật giả, thân thể cực kỳ cao lớn, phù việc hướng trung tâm một phong, chặn lại bọn hắn đường đi. Ngoại nhân dừng bước. Hai vị mục nhật giả trên mặt uy nghiêm, trầm giọng quát thần điện thánh địa ngoại nhân không thể tự tiện xông vào hồ linh nhi nhảy xuống tới nói là các ngươi thái dương thủ để chúng ta tới nhanh đi báo tin các ngươi tộc trưởng xảy ra đại sự các ngươi chờ một chút trong đó một vị mục nhật giả lập tức xoay người đẩy ra cửa điện đi vào đại điện sau một lúc lâu vị kia mục nhật giả đi ra nho nhã lễ độ nói tộc trưởng mời các ngươi đi vào dự lễ các nàng đi vào thần điện lập tức chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé nơi này tụ tập một nhật tộc cự nhân thân hình cao lớn bọn họ đi lại tại cự nhân tầm đó chỉ là miễn cưỡng vượt qua mắt cá chân bọn họ những người khổng lồ này vây quanh một cái to lớn sân khấu đang đang quan sát phía dưới tuyển chọn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục hồ linh nhi nhảy dựng lên muốn quan sát tình hình phía dưới tiếc rằng sân khấu hàng rào quá cao nàng thân thể quá thấp bé cho dù nhảy lên cao năm sáu trường cũng không nhìn thấy tình hình phía dưới hồ linh nhi vội vàng cua cua đuôi thân thể trôi nổi lên rốt cục có thể nhìn thấy bên dưới sân khấu cảnh tượng nơi đó rất nhiều mục nhật tộc thiếu niên thiếu nữ đang tại chia nhóm hai bên chính giữa sân khấu là ba tôn thần tượng mỗi cái tượng thần đều là ba chân quái nhân mọc ra cánh cánh chim mở ra thân người cong lại dùng lưng cùng cổng một ngụm hồng lô cái kia lò không giống bình thường tròn trùng trục lò bốn phía điêu khắc trong lò không có dược thạch loại hình đồ vật đang có một cái cường tráng mục nhật tộc thiếu niên rạch cổ tay để máu của mình chảy vào cái này to lớn hình cầu trong lò sau đó thôi thúc chân hỏa thử đem lò nhen lửa cái kia lò bên trong rất nhanh có một đám lửa xuất hiện hỏa diễm càng lúc càng lớn lập tức trực cháy tia sáng theo hình cầu lô bốn phía điêu khắc chỗ tán phát ra càng ngày càng lóa mắt trong lò cũng hiện ra một cổ tối nghĩa ba động khủng bố truyền đến vị thú khiếp người tâm hồn tiếng trống bốn phía mục nhật giả lộ ra nét mừng nhưng vào lúc này ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống lò lửa dập tắt kế tiếp lại có một cái cường tráng không tưởng nổi nữ hài nhi tiến lên rạch cổ tay cô gái này cũng thất bại chẳng qua sau vừa rồi thiếu niên kia muốn khá hơn một chút lò lửa bên trong vậy mà hiện ra một cái hỏa lông uốn quanh dị tượng chỉ là cái này dị tượng xuất hiện cực kỳ là ngắn ngủi nhoáng một cái rồi biến mất hồ linh nhi nhìn về phía đối diện nơi đó có một nhật tộc lão tộc trưởng cùng mấy vị tóc trắng đầu bạc trưởng lão, đang đang quan sát phía dưới khảo nghiệm. Hồ Linh Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích, trực tiếp bay đi. Chỉ nghe một vị trưởng lão nói. Thuần Dương thân thể rất khó tìm, lúc trước có tinh tinh, chống đỡ 10 năm, mà bây giờ nếu như tìm không được một cái khác Thuần Dương thân thể, chỉ sợ đêm nay chính là giếng mặt trời bị công phá ngay. Mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ ưu sầu, không phải Thuần Dương thân thể, khó có thể chịu đựng ở thuyền Thái Dương vô cùng kinh khủng bàn bạc lực lượng, cho dù là cưỡng ép nắm giữ thuyền Thái Dương lực lượng, cũng rất nhanh sẽ bị thuyền Thái Dương lực lượng thiêu chết. Thuần Dương thân thể thực sự quá ít. Lão tộc trưởng thở dài. Nếu như tìm không được, ta tới khống chế thuyền Thái Dương, cùng những cái kia dị vực ma thần liều mạng. Thể chất của hắn cũng không phải là thuần dương thân thể, nhưng thắng ở tu vi hùng hậu, có thể nhiều chi chống một đoạn thời gian. Phía dưới, Nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ ý đồ nhen lửa Thái Dương Lô, nhưng nhào nhào lấy thất bại mà kết thúc, để từng vị trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Linh dục tú đám người đi tới lão tộc trưởng vị trí, lão tộc trưởng đưa tay, một khối tảng đá xanh theo linh dục tú dưới chân bọn hắn bay lên, đưa các nàng cùng Long Kỳ Lân nâng lên, để bọn hắn dự lễ. Tộc trưởng, tần nhân hoàng đang giúp các ngươi nhen lửa mặt trời, nếu như mặt trời bị dẫn đốt, chỉ sợ sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Linh Dục Tú vội vàng nói. Còn xin tộc trưởng tiến đến, giúp nhân hoàng một chút sức lực. Nàng nhưng cũng thông minh, biết hắn thân phận của hắn đều rất khó thuyết phục vị này một nhật tộc tộc trưởng, cho nên trực tiếp mang ra tầng một nhân hoàng thân phận. Lão tộc trưởng lắc đầu nói. Hắn không có khả năng nhen lửa mặt trời. Cái kia vận mặt trời đã tắt, cần thuần dương hỏa thần hiện thế, mới có thể đem hắn nhen lửa. Các ngươi đại khái có thể yên tâm, Tần Tiểu Hữu đừng nói nhen lửa không được, hắn thậm chí không cách nào gần cái kia vần mặt trời, nơi đó quá nóng. Cho dù là dập tắt mặt trời, quy năng cũng không thể coi thường. Các ngươi nhìn. Hắn đưa tay, cánh tay dài như một đạo phi kiều, vững vàng chỉ hướng phía dưới, nói. Chúng ta một nhật giả tuyển chọn thái dương thủ, cần phải có trời sinh thuần dương người mới có thể dùng bản thân thuần dương chi huyết, dựa vào chân hỏa, đem thái dương lô nhen lửa. Thái Dương Lô chỉ là một cái bình thường bảo vật, nhen lửa nó còn như vậy gian nan, nhen lửa mặt trời, càng thêm không có khả năng. Linh Dục Tú cả giận. Tần Nhân Hoàng có một cái thần nhãn, nói không chừng thật có thể. Lão tộc trưởng cắt đứt nàng, nói. Chúng ta một nhật tộc vì nhen lửa mặt trời, những năm này tìm được thần nhãn thần huyết cũng có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ hết thảy thất bại. Không cần phải nói, dự lễ đi linh dục tú giận dữ chúng ta trước tới giúp các ngươi nhen lửa mặt trời đầy ngập tâm ý để ngươi hỗ trợ ngươi nhưng không đồng ý giúp đỡ một nhật giả làm như vậy không sợ làm người ta trái tim băng giá lão tộc trưởng ánh mắt rơi vào trên người nạn nghiêm túc nói cũng không phải là ta một nhật tộc không thông tình đạt lý mà là chúng ta nhất định phải tuyển chọn ra đời tiếp theo thái dương thủ sau khi mặt trời lặn bóng tối xâm nhập khi đó chính là thái dương thủ hồn về thuyền thái dương thời điểm nạn đã chống đỡ không nổi không có thái dương thủ ta một nhật tộc tất nhiên không cách nào ngăn cản tà ma xâm lấn một nguyệt giả đã diệt tuyệt một nhật giả nếu là lại diệt tuyệt bị những ma thần đó nắm trong tay đại khư ngươi cảm thấy đại khư thế giới bên ngoài còn có thể ngăn cản được bọn họ ư trước mắt tuyển ra đời kế tiếp thái dương thủ cực kỳ trọng yếu linh dục tú ngẩn ngơ tư vân hương cười lạnh nói các ngươi cho dù là tuyển ra đời tiếp theo thái dương thủ cái kia lại có thể thế nào còn không phải cũng muốn chết tại thuyền thái dương bên trong bị thuyền thái dương đồng hóa thôn phệ lão tộc trưởng nghiêm nghị nói có thể làm thủ bảo hộ tộc người thủ hộ đại khư mà chết chết có ý nghĩa một bên một vị trưởng lão nói mấy vị tiểu hữu yên tâm tần tiểu hữu không có việc gì hắn không cách nào tới gần viên kia màu đen mặt trời liền sẽ biết khó mà lui. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ mênh mông chấn động truyền đến, lão tộc trưởng cùng cái kia mấy vị trưởng lão không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, lộ ra kinh sợ. Cổ ba động này là... Cái kia luôn dập tắt mặt trời. Nguy rồi. Tần tiểu hữu. Âm âm. Lão tộc trưởng cùng cái kia mấy vị trưởng lão phóng lên tận trời, Thái Dương thần điện tòa này nguyên nga đại điện lập tức bị mấy cái này già cự nhân đụng ra một cái động lớn, Hồ Linh Nhi vội vàng quát to một tiếng, Long Kỳ Lân lập tức chở lấy bọn hắn gió lốc mà lên, theo cái hang lớn kia bay ra đại điện, hướng lên không nhìn lại. Ánh nắng chói mắt. Cái kia luân màu đen đại nhật biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng chấp động lên vàng bạch sắc quang mang mặt trời, tùy ý tự nhiên lấy cùng cùng nhiệt lực. Công tử sẽ không xảy ra chuyện A. À hồ linh nhi vội vàng để long kỳ lân hướng mặt trời kia bay đi linh dục tú cũng gấp luôn miệng thúc giục long kỳ lân tư vân hương mở cờ trong bụng người ta rốt cục phải trở thành xinh đẹp quả phụ bọn họ bay đến giữa không trung đột nhiên long kỳ lân bẻ hướng hướng phía dưới cái kia mấy cây cột bay đi tất cả mọi người là khẽ giật mình nhìn xuống dưới nhìn thấy trên mặt đất có hai bóng người còn có mấy con dao lông long kỳ lân hạ xuống tới Ba cái cô gái vội vàng nhảy xuống, lại thấy tận mục đang tại đem một cái khô gầy như que củi cô gái theo thuyền thái dương bên trong rút ra, nằm ngang chiếu trên mặt đất. Linh dục tú nhanh chóng tiến lên. Chăn trâu, ngươi. Xuyết. Tần mục dựng thẳng lên ngón tay, thấp giọng nói. Nàng đã hôn mê. Cho nữ hài tử điều trị, ta khá là lành nghề. Ta cái này thần y chính là tại hẻm hoa thành danh linh dục tú tại hắn dưới nách mạnh mẽ bấm một cái oán giận nói lo lắng gần chết tần mục cười cười nói ta nói qua không có nguy hiểm mở hắn trong hai con ngươi tần tần trận văn xoay tròn mở ra đang tiêu thiên nhãn lập tức thôi thúc ngự long quyết một con dao long bay tới rời ở trên người hắn nằm ở đầu vai của hắn thân rộng uốn quanh tại hông của hắn tần mục mượn tới dao long long khí tu vi bay vọt đồng tử bốn phía lại có từng tầng từng tầng trận văn không ngừng tuôn ra, trực tiếp mở ra cửu trọng thiên nhãn, kiểm tra viêm tinh tinh thân thể. Sau một lúc lâu, hắn tán đi ngự long quyết, trong mắt tầng tầng thiên tán đi, cái kia con dao lông nhưng không có theo hắn trên đầu vai xuống, mà là tiếp tục nằm ở chỗ này, rất là thoải mái dễ chịu. Mã ha! Cái này con dao lông há mồm ngáp một cái, buồn ngủ. Hồ Linh Nhi vội vàng chạy tới, bắt lấy tầng một gốc áo bò lên đi xuống đi xuống đi một bên ngủ đây là chỗ của ta cái kia con dao lông đành phải trượt đi hồ linh nhi ngồi tại tầng một đầu vai hai cái chân nha cua quơ sau lưng trắng như tuyết đuôi đắc ý lắc tới lắc lui tầng một trầm ngâm một lát nói linh nhi ta đọc đơn thuốc ngươi đi lấy thuốc hồ linh nhi ư một tiếng từ tiểu nữ hài hóa thành tiểu hồ ly chíp chíp trượt chui vào của hắn túi thao thiết bên trong. Miệng túi mở ra, tần mục đọc lấy nguyên một đám dược liệu tên, túi thao thiết bên trong một cổ gió lốc nâng dược liệu bay ra. Linh dục tú thấy bọn họ phối hợp rất là mật thiết, trong lòng có chút ghen ghét cái này con tiểu hồ ly, liếc liếc tư vân hương, cười nói. Xinh đẹp quả phụ không có. Tư vân hương cười hì hì nói. Giáo chủ chơi như vậy, sớm tối sẽ đem mình đùa chơi chết, làm xinh đẹp quả phụ còn nhiều cơ hội tần mục luyện ra mấy lô linh đan cho trong hôn mê viêm tinh tinh uống vào đem còn lại đang dược phân loại một phen đúng vào lúc này lão tộc trưởng mang theo mấy cái trưởng lão theo cái kia vận mặt trời bên cạnh bay tới xa xa cao giọng nói không có tìm được tần tiểu hữu hơn phân nữa là đã bị đốt thành tro bọn họ lời còn chưa dứt liền thấy được tần mục mấy vị này lão giả khó nén vẻ khiếp sợ tần mục đem đang dược phân loại tốt linh nhi sớm tối cho nàng dùng một phần. Tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Lão tộc trưởng đè xuống trong lòng rung động, vội vàng nói. Tần tiểu hữu là thế nào nhen lửa mặt trời? Lại là thế nào còn sống trở về? Tần mục cười nói. Đơn giản vô cùng. Ta dùng ngự long quyết, để mấy đầu hỏa giao long đem pháp lực của bọn hắn cho ta mượn, sau đó ta đem thái dương ngọc nhãn uy lực điều đến lớn nhất, ném vào màu đen mặt trời bên trong, sau đó màu đen mặt trời liền bị nhen lửa. Hắn nói phong khinh vân đạm, nhưng mà lão tộc trưởng lại biết tần mục trả giá có bao lớn, có thể nhen lửa màu đen mặt trời bảo vật, tuyệt đối không thể coi thường, mà tần mục nói bỏ liền bỏ, không chút do dự. Trong lòng của hắn không khỏi ấy nấy không ngớt, tần mục như vậy vô tư, mà vừa mới hắn nhưng không nguyện ý đến đây, hai đem đối chiếu phía dưới, để hắn xấu hổ vô cùng. Tin mùi mùi cần nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể nàng thiếu hụt quá nhiều, Ta linh dược chỉ là vì nàng bổ một chút nguyên khí. Tần một mặt sắc mặt ngưng trọng, nói. Tính mạng của nàng hao tổn quá nhiều, tính mạng rất khó bổ sung trở về, ta chỉ có thể trước giúp nàng điều trị điều trị, không đến mức chuyển biến xấu. Gia tộc thở dài một hơi, nói. Có thể cứu mạng, đã là đại ân đại đức. Húng chi Tần Tiểu Hữu còn giúp ta một nhật tộc đốt lên mặt trời, như thế đại ân, suốt đời khó quên. Tần Tiểu Hữu. Tinh Nhi tại ngủ mê mệt, còn cần tuyển ra một vị thái dương thủ ngăn cản đêm nay dị vực ma thần xâm lấn, còn xin tiểu hữu tiến đến dự lễ. Không thể. Tần một bàn tay chạm đến một cây trụ, lão tộc trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, nhưng muộn một bước, tần một bàn tay đã rơi vào cái kia cột mặt ngoài. Lập tức, năng lượng bàn bạc bộc phát, gào thét hướng tần một dũng mãnh lao tới, chỉ một thoáng tần một tức giận gào thét, toàn thân đốt lên hừng hực chân hỏa, thân thể càng ngày càng khổng lồ một cánh tay khác không tự chủ được bắt lấy khác một cây trụ hắn gân thân thể bay vọt dưới nách lại có hai cánh tay chui ra ba ba hai tiếng nắm chặt cái khác hai cây cột trong khoảnh khắc hóa thành một tôn tắm rửa tại thái dương chân hỏa bên trong thần chỉ một cổ thần uy dân trào dường như sóng lớn một hồi tiếp lấy một hồi bốn phương tám hướng đánh ra khiến cho người giống như đứng tại trong sợ hãi tột cùng lão tộc trưởng bảo vệ hồ linh nhi linh dục tú đám người ánh mắt đờ đẫn ngửa đầu nhìn xem tôn này trăm trượng cự nhân đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại một gối chạm đất hắn cúi đầu nói điện hạ phía sau hắn cái kia mấy vị trưởng lão cũng một gối chạm đất cúi đầu xuống điện hạ linh dục tú tư vân hương đám người không hiểu lại thấy một nhật tộc nguyên một đám cự nhân đi tới trầm lặng im ắng đi tới cái này bốn cây cột chung quanh nhao nhao một chân quỳ xuống điện hạ. Bọn họ nói. Tư vân hương tiến đến linh dục tú bên tai, nhỏ giọng thầm thì nói. Tú công chúa, chăn trâu lai lịch hình như sau ngươi còn lớn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 394 Thiên địa lòng giam Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 394 thiên địa lòng giam linh dục tú đám người trong lòng khiếp sợ không tên, chỉ thấy càng ngày càng nhiều mục nhật tộc nhân đi tới, quỳ một chân trên đất, từng tiếng điện hạ không ngừng vang lên. Giờ phút này, hầu như tất cả mục nhật giả đều đi tới nơi này, chiếu mắt nhìn đi, phía dưới có gần 10 vạn vị mục nhật giả, đều là quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Mục nhật giả bên trong cũng không có hoàng đế, tần mục đương nhiên sẽ không là mục nhật giả, như vậy bọn họ trong miệng điện hạ chỉ là địa phương nào điện hạ chăn trâu chính là đại khư điện hạ vẫn là vô ưu hương điện hạ chăn trâu chính là đại khư thái tử ư linh dục tú có chút mê man chăn trâu còn có dạng này lai lịch hắn lại là làm sao có thể điều khiển chiếc này thuyền thái dương khống chế thuyền thái dương lực lượng hồ linh nhi lại có chút thất vọng công tử không phải hồ ly được thành tinh tần mục buông ra bàn tay thân hình dần dần khôi phục bình thường chui ra hai cánh tay cũng trở về đến trong cơ thể liền vội vàng đem lão tộc trưởng dìu lên nói tộc trưởng nhanh để tộc nhân đứng dậy tạ điện hạ lão tộc trưởng đứng dậy nghiêm nghị nói lúc trước không biết điện hạ thân phận có nhiều chỗ mạo phạm còn xin điện hạ thứ tội hắn xoay người lại giơ cao cánh tay hướng phía dưới một nhật giả bọn họ cao giọng hò hét một nhật tộc thủ hộ giếng mặt trời các con dân Vô Ưu Hương điện hạ tới. Vô Ưu Hương cũng không có quên chúng ta. Hai vạn năm đợi chờ, hai vạn năm vất vả, chúng ta đợi đến. Giếng mặt trời sẽ không rơi vào tay giặc. Mục Nhật Giả sẽ không diệt tuyệt. Nguyên một đám mộc mặt mục nhật giả trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bọn họ nhao nhao reo hò, cười to, những ngày này dày vò, chiến tranh tàn khốc mang tới ngột ngạt, hết thảy không cánh mà bay dị vực ma thần xâm lớn để giếng mặt trời phụ cận một nhật giả bị bao phủ tại diệt tộc mây đen bên trong. Tất cả tộc nhân đều tại vì chủng tộc tương lai phấn đấu chém giết, nhưng mà bọn họ không có bất kỳ cái gì nắm chắc tránh thoát một kiếp này, áp lực càng lúc càng lớn, trong tộc cũng càng ngày càng ngột ngạt. Mà bây giờ, theo tầng mục đến, bọn họ biến mất hy vọng lại quay về đến rồi. Đây là một hồi cuồng hoang, đầu đầu cũng có chạy reo họ cự nhân, có người vui đến phát khóc, có người vừa múa vừa hát, có người đi báo tin bị thương chiến sĩ sắp chết lão nhân còn có người hướng liệt tổ liệt tông linh vị dân hương cầu chúc tộc trưởng có phải là hay không hiểu lầm tần mục nhìn xem phía dưới cùng hoang đám người trong lòng có chút không hiểu hướng lão tộc trưởng nói ta cũng không phải là các ngươi điện hạ lão tộc trưởng lắc đầu nói không phải mục nhật giả lại có thể khống chế thuyền thái dương người chỉ có một cái khả năng cái kia chính là hoàng tộc năm đó tỷ thanh phụng hoàng lệnh luyện chế thuyền thái dương thuyền thái dương loại trừ có thể bị thuần dương thân thể thái dương thủ điều khiển bên ngoài còn có thể bị hoàng tộc chỗ điều khiển điện hạ cũng không phải là một nhật giả tự nhiên là đến từ vô ưu hương hoàng tộc tần mục lắc đầu ta là bá thể nói không chừng bá thể cũng là thuần dương thân thể bá thể cái gì bá thể tộc trưởng mờ mịt phía dưới cùng hoang càng lúc càng lớn náo nhiệt đến cực điểm hắn thử dò xét nói điện hạ bá thể là đối hoàng tộc huyết mạch xưng hô ư tần mục không khỏi hoài nghi chẳng lẽ bá thể thật sự là đối hoàng tộc xưng hô hình như chỗ nào có cái gì không đúng nếu như bá thể là đối hoàng tộc xưng hô như vậy hư sinh hoa cũng là hoàng tộc ư nếu như hư sinh hoa cũng là hoàng tộc thôn trưởng nói tới là thật hay giả bá thể lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có ngụy hoàng tộc huyết thống câu chuyện nếu như bá thể không phải hoàng tộc như vậy bá thể có phải là hay không thuần dương thân thể nếu là thuần dương thân thể như vậy tần mục lại vì cái gì có thể khống chế thuyền nguyệt lượng trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nghi ngờ rất muốn tìm đến thôn trưởng hỏi thăm rõ ràng cho tới nay hắn đều cho là mình là bá thể độc nhất vô nhị bá thể bởi vậy hắn nắm giữ vô địch tín niệm đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ mà bây giờ một nhật giả tộc trưởng lời nói lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút cùng dao động. Cùng hoang qua đi, lão tộc trưởng hạ lệnh tiếp tục chọn lựa thái dương thủ, một nhật giả bọn họ khá là không hiểu, nhưng vẫn là theo lời trở lại thái dương thần điện. Tần mục cũng mang theo linh dục tú đám người đi theo, với tư cách điện hạ, bọn họ được tôn sùng là thượng khách. Tần mục nhìn phía dưới, chỉ thấy rất nhiều mục nhật giả tiến lên thử nhen lửa thái dương lô, nhưng đại đa số chỉ có thể vừa mới nhen lửa thái dương lô trực tiếp tự dập tắt, không ai có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng mà cổ quái là, có chút mục nhật giả nhen lửa thái dương lô về sau, thái dương lô bên trong sẽ hiện ra kỳ diệu dị tượng, có hỏa long, hỏa phượng hoàng, hỏa dao, hỏa kỳ lân các loại dị chủng hình vẽ, phát ra kỳ diệu tiếng vang. Linh dục tú mấy người cũng cảm thấy cổ quái vô cùng, tư vân hương thấp giọng nói. Trong lò hiện lên tình hình giống như là linh thể, chẳng qua nơi này linh thể có chút không giống nhau lắm. Mọi người gật đầu, linh thể có tứ đại linh thể, Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ, tứ đại linh thể là gọi chung, mỗi cái linh thể đều là một loại lớn, cũng không nhất định là Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ hình thái, còn có thể có cái khác hình thái, chẳng hạn như Lan Cư Tư Quốc rất nhiều linh thể đều là Long Lan Linh Thể. Mà Long Lan Linh Thể phụ thuộc tại Thanh Long Linh Thể nhưng là từ thái dương lô bên trong hiện ra dị tượng đến xem mục nhật giả linh thể thể hiện ra hỏa long hỏa phượng hoàng các loại dị tượng giống như là chu tước linh thể chi nhánh nhưng mà chu tước linh thể dường như cũng không phải là cái gọi là thuần dương thân thể mà là hỏa thuộc tính linh thể thái dương lô chỗ khảo nghiệm hẳn là thuần dương thân thể nhìn từ góc độ này mục nhật giả linh thể cũng không thể đơn giản phân loại tại chu tước trong linh thể tần mục nghi ngờ nói Tộc trưởng, chẳng lẽ trên đời không chỉ có Tứ đại linh thể? Tứ đại linh thể? Ngươi nói là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái này bốn loại linh thể? Lão tộc trưởng lắc đầu nói, "Thuần Dương thân thể không tại Tứ đại linh thể bên trong." Quả là thế. Trong lòng mọi người đại chấn, thế gian này quả nhiên không chỉ có Tứ đại linh thể, còn có cái khác linh thể. Tứ đại linh thể hẳn là đại khương người bên ngoài thuyết pháp a lão tộc trưởng nói thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể còn có thuần dương thân thể thuần âm thân thể cùng với khác một chút mạnh hơn linh thể tứ đại linh thể câu chuyện chỉ là tận thế thời kỳ thuyết pháp thôi tộc ta bên trong có một ít truyền thuyết năm đó rất nhiều linh thể cùng tồn tại tại thế linh thể chủng loại nhiều nhiều đến mấy trăm chủng chẳng qua đại kiếp đã tới về sau rất nhiều linh thể đều biến mất đại khương ngoại giới người bị phong ấn cầm tù chỉ còn lại có tứ đại linh thể. Linh dục tú, tư vân hương liếc nhau, lộ ra mờ mịt cùng vẻ hoảng sợ, cái này cùng các nàng nghe được hoàn toàn không giống. Các nàng nghe được là, đại khư bên trong vứt bỏ dân mới là bị phong ấn bị nguyền rủa người, mãi mãi không được rời đi đại khư. Vứt bỏ dân nếu như rời đi đại khư, giết chết bất luận tội. Làm sao đến một nhật giả lão tộc trưởng trong miệng, đại khư người bên ngoài là bị phong ấn người người bên ngoài chỉ có tứ đại linh thể. Lão tộc trưởng nói, mà ở đại khư bên trong nhưng có thể tìm được càng nhiều linh thể chủng loại, bởi vậy bị phong ấn chính là đại khư người bên ngoài. Bọn họ thân ở tù trong lòng mà không biết, sinh hoạt tại giả tạo dưới trời sao, bị chư thần nuôi dưỡng, chỉ là một đám kẻ đáng thương thôi. Linh dục tú cùng tư vân hương trên lên một tiếng, duyên khang người trong nước nhìn đại khư vứt bỏ dân cảm giác đến bọn hắn là một đám kẻ đáng thương, không nghĩ tới tại đại khư mắt người bên trong, người bên ngoài mới là một đám kẻ đáng thương, đại khư mới là tự do, mới thật sự là bầu trời. Lão tộc trưởng lời nói, cho các nạn tâm linh tạo thành tựa là hủy diệt xung kích. Chẳng qua tầng mục liên tưởng đến lần kia thiên minh thôi diễn, phát hiện nhật nguyệt tinh thần đều là giả tượng, hắn lại cảm thấy mục nhật tộc trưởng lời nói khá có đạo lý. Bị phong ấn khả năng không phải đại khư, mà là thế giới bên ngoài. Tộc trưởng, thế gian này hẳn là cũng có bá thể a à. tần mục lòng tin tràn đầy mà hỏi lão tộc trưởng lắc đầu nói điện hạ lão hữu chưa từng nghe nói qua bá thể trong tộc ghi chép bên trong cũng không có liên quan tới bá thể ghi chép tần mục xua tay cười nói ngươi không biết cũng không có nghĩa là không có kiến thức của ngươi quá nông cạn không bằng nhà chúng ta thôn trưởng kiến thức rộng rãi tộc trưởng nếu như ta là các ngươi điện hạ hoàng tộc như vậy ta có hay không có thể nhen lửa thái dương lô lão tộc trưởng cười nói điện hạ mặc dù là hoàng tộc nhưng muốn nhen lửa thái dương lô chỉ sợ là không có khả năng cái này thái dương lô chỉ có thể dùng thuần dương thân thể máu làm dẫn lấy chân hỏa nhen lửa không phải thuần dương thân thể là không thể nào nhen lửa ta một nhật tộc tại năm đó lấy thuần dương thân thể mà lấy xưng chỉ có chúng ta một nhật tộc mới có thể nhen lửa thái dương lô cho dù là hoàng tộc cũng không có khả năng làm được tần mục tung người nhảy xuống hướng thái dương lô đi đến nói nhưng mà bá thể máu lại có thể nhen lửa thái dương lô hắn đi tới thái dương lô phía trước cắt vỡ cổ tay của mình máu tươi rơi vào thái dương lô bên trong tần mục tâm niệm vừa động thôi thúc chân hỏa tràn vào thái dương lô bên trong tầm thái dương lô lập tức cháy hừng hực Dường như một vành mặt trời từ từ bay lên, tản mát ra cùng cùng sóng nhiệt cùng hỏa lực, ánh nắng chỉ một thoáng đem trọn cái Thái Dương thần điện chiếu rọi đến sáng rực. Mà tại Thái Dương lô bên trong, không có hiện ra Hỏa Long Hỏa Kỳ Lân dị tượng, ngược lại mà xuất hiện một bóng người, bóng người kia càng lúc càng lớn, tràn đầy toàn bộ Thái Dương lô, tiếp theo từ Thái Dương lô bên trong đi ra, hai tay đem Thái Dương lô chế trụ, dường như giữ lại một phần mặt trời ở trước ngực. Tần Mục tán đi chân hỏa, thái dương lô lập tức dập tắt mà bóng người kia cũng biến mất không thấy gì nữa thái dương lô lại rơi vào ba tôn thần tượng trên lưng tần mục lại cháy lên lòng tin trở lại trên đài hướng nghẹn họng nhìn trân trối mục nhật tộc cười dài nói hiện tại có thể chứng minh ta là bá thể đi lão tộc trưởng vẽ mặt ngớ ra có chút không hiểu lẩm bẩm nói hoàng tộc cũng có thể là thuần dương thân thể nhất định là như vậy tần mục lắc đầu cười nói đây chính là bá thể công hiệu niềm tin của hắn tràn đầy thôn trưởng quả nhiên không có gạt ta thế gian này thật sự có bá thể hắn nhưng lại không biết hắn chỉ là bình thường nhất thân thể chính là một người bình thường không có bất kỳ cái gì linh thể thuộc tính chính là bởi vì là một tờ giấy trắng cho nên có thể tùy ý chuyển biến nguyên khí của mình thuộc tính hắn có thể hóa thành tứ đại linh thể nắm giữ chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ bốn loại nguyên khí cũng có thể hóa thành thuần dương thân thể, nắm giữ thuần dương nguyên khí, ngược lại cũng không phải cái gọi là bá thể quan hệ. Từ khi thôn trưởng một câu bá thể, tần mục liệu mạng chuyên cần khổ luyện, người bình thường thể chất cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi lột xác, dùng những người khác gấp trăm ngàn lần cố gắng, để thể chất của mình phát sinh một lần lại một lần lột xác, dần dần hướng đi một loại không biết, tương lai của hắn nhiều hơn rất nhiều không cách nào dự đoán khả năng. Tần mục coi nó là thành bản thân là bá thể quan hệ, nhưng không để mắt đến cố gắng của mình tu hành. Tộc trưởng, trời sắp tối rồi. Đột nhiên, một vị mục nhật giả trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lão tộc trưởng trong lòng căng thẳng, nhìn về phía tầng mục, nói. Điện hạ, dị vực ma quái xâm lớn, còn xin điện hạ giúp đỡ. Tầng mục gật đầu, nhưng vào lúc này chỉ thấy giếng mặt trời màn trời đột nhiên bị bóng tối bao trùm, giếng mặt trời bốn phía tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà bên ngoài lại là vô cùng nồng đậm bóng tối. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 395 Điện hạ dữ dội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 395 Điện hạ dữ dội thuyền thái dương bên trên mục nhật giả như gặp đại địch, nguyên một đám mục nhật giả phi thân lên, bay lên trên trời, khẩn trương tuần tra bao phủ giếng mặt trời hàng rào giếng mặt trời hàng rào là do trong giếng phun ra ánh sáng biến thành, hình thành một cái bán cầu quan thể, móc ngược xuống, thủ hộ giếng mặt trời, giếng mặt trời phương viên mấy trăm dặm không gian từ thành thiên địa. Tần mục chưa từng tới bao giờ giếng mặt trời, chẳng qua đoán trước bán cầu quan thể bên ngoài có lẽ còn có cái khác hình thái ẩn nấp thủ đoạn, để bán cầu quan thể sẽ không như vậy nổi bật, như vậy làm cho người chú ý. Nếu không đại khư bên trong xuất hiện một cái vạn lóa mắt phương viên mấy trăm dặm đại kim cầu, khẳng định đã sớm truyền khắp đại khư thậm chí truyền đến ngoại giới đi chẳng hạn như phong đô phong đô tại đêm tối phủ xuống thời giờ mới có thể xuất hiện hơn nữa căn bản không nhìn thấy chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến nhập trong đó giếng mặt trời hẳn là cũng giống như là phong đô đồng dạng thân ở đại khư khả năng căn bản không nhìn thấy giếng mặt trời do đó muốn tìm được giếng mặt trời cũng không dễ dàng dị vực ma thần vì tìm đến nơi này chỉ sợ phế đi rất lớn một phen công phu giếng mặt trời màn trời vàng lóa mắt, phản phất lá vàng chế tạo thành, đột nhiên một tấm to lớn khuôn mặt xuất hiện tại màn trời bên trên, có cái mũi có mắt, đang tại hướng bên trong vắt, dường như muốn xé rách bình chướng, đi vào giếng mặt trời. Gương mặt này cái cầm rất dài, giống như là một cái thật dài nắm tay, nhưng mà miệng nhưng sinh trưởng ở cái cầm đấy, con mắt rất lớn, hơn nữa chỉ có một con mắt, chiếm cứ gương mặt trung tâm, giống như là trên sóng mũi mang một cái đại cầu, lộ ra rất là cổ quái đây là cái nào thế giới ma thần? Tần mục ngạc nhiên, hắn còn chưa từng gặp qua trưởng thành cái dạng này ma thần. Đúng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe ba chíp chíp ba chíp chip thanh âm theo bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, chỉ thấy giếng mặt trời màn trời bên trên bộ dáng cổ quái mặt nhau nhau kéo đi lên, trong chớp mắt cái này phương viên mấy trăm dặm không gian màn trời bên trên liền dáng đầy gương mặt. Những này gương mặt to to nhỏ nhỏ, tướng mạo khác nhau, nhưng cấu tạo đồng dạng đều là bộ mặt trung ương là một cái cự đại kém xa con mắt, thật dài cái cầm, mồm dài ở trên cầm. Một cái chớp mắt công pháp, trên trời liền dán đầy những này gương mặt, những này gương mặt trồng mắt còn tại lăng qua lăng lại, có nhiều thú vị nhìn xem bình chướng bên trong sự vật, lộ ra nụ cười quỷ dị, để người tê cả da đầu. Đột nhiên, những này trên gương mặt trồng mắt đồng loạt nhìn về phía giữa không trung bị xiền xích khóa lại cái kia vận mặt trời, những này gương mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là trọng thân." Lão tộc trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: "Một loại ma tộc. Trọng thân ma tộc cùng cái khác ma tộc khác biệt, loại này ma tộc giỏi về đồng hóa, gặp được một loại sinh mệnh liền sẽ đem loại kia sinh mệnh đồng hóa, để hắn thoát thai hoán cốt, biến thành tộc nhân của bọn hắn, hoặc là nói biến thành hắn một bộ phận." Tần Mục hơi ngẩn ra, đem đối phương đồng hóa, biến thành tộc nhân của mình bản thân một bộ phận. "Còn có cổ quái như vậy chủng tộc trọng thân tộc, quỷ dị nhất địa phương ở chỗ, bọn họ dùng chung tư duy. Lão tộc trưởng lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức đem sợ hãi trong lòng giấu đi, nói: Người nếu là bị bọn họ bắt được, liền sẽ bị suy nghĩ của bọn hắn ý thức đồng hóa." Một cái trọng thân ma thần thường thường có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí vài ức cái trọng thân, suy nghĩ của bọn hắn vô cùng cường đại, bị bọn họ bắt được lời nói, bọn họ có thể trực tiếp đem suy nghĩ của ngươi ý thức phá tan để suy nghĩ của bọn hắn đưa ngươi cải tạo thành bọn họ một bộ phận. Linh Dục Tú, Tư Vân Hương đám người không khỏi rùng mình, dạng này ma thần nếu như xông ra đại khư đi tới Duyên Khang, Duyên Khang quốc chỉ sợ không cần mấy ngày liền sẽ hết thảy biến thành trọng thân ma tộc. Hàng trăm triệu tư duy hội tụ vào một chỗ, ai có thể chống lại? Xem ra thật đúng là như một nhật tộc lão tộc trưởng nói, nếu như một nhật giả diệt tuyệt, đại khư bên trong ma thần xông ra đại khư, thế giới bên ngoài cũng sẽ diệt tuyệt đột nhiên trên bầu trời cái kia từng khuôn mặt giấu đi biến mất lão tộc trưởng vội vàng nói xin điện hạ khống chế thuyền thái dương giúp đỡ tần mục lập tức nhanh chóng đi tới cái kia từng cây cột bên cạnh đưa tay sờ về phía một cây trụ bàn tay của hắn cùng cột chạm nhau lập tức thuyền thái dương bên trong cực kỳ dồi dào lực lượng vọt tới để hắn thân thể liên tiếp bay vọt khí tức điên cuồng kéo lên một lần hành động vượt qua thất tinh thiên nhân sinh tử thần kiều đi vào không cũng biết cảnh giới Quanh, trong cơ thể hắn từng tiếng bạo hưởng nối thành một đường, cái kia là thần tạng lần lượt mở ra thanh âm, bởi vì mở ra tốc độ quá nhanh, đến mức phản phất chỉ có một tiếng vang thật lớn. Trong cơ thể của hắn một cổ thần uy bốn phương tám hướng bộc phát ra, mà để không gian xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo, theo bộc phát thần uy tạo thành không gian gần sóng lay động mà run rẩy. Thật là mạnh mẽ. Tần một trong miệng truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, Giờ phút này hắn cùng thuyền Thái Dương hòa làm một thể, thuyền Thái Dương truyền vào hắn lực lượng trong cơ thể sau mặt trăng thuyền còn muốn khổng lồ, mặt trăng thuyền mặt trăng đã tắt, hầu như vỡ vụn, mà thuyền Thái Dương ánh nắng lại bị tầng mục nhen lửa, để chiếc thuyền này bên trong dấu năng lượng cũng tăng lên rất nhiều. Cổ lực lượng này hẳn là thuần dương chi khí, cực kỳ dữ dằn, để trong lòng của hắn tràn đầy phá hư ham muốn. Hắn dưới nách lại có hai cái cánh tay mọc ra, bắt lấy mặt khác hai cây cột, Tần mục cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng còn tại tăng lên điên cuồng, nhưng vào lúc này chỉ nghe phốc phốc tiếng nhẹ vang lên, tần mục kinh ngạc quay đầu hướng cái mông nhìn lại, hắn xương cùng vị trí lại dài ra một cái tráng kiện hai chân. Ách, tinh mùi mùi cũng sẽ mọc ra cái chân thứ ba ư. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ba cái chân đứng trên mặt đất, bốn bề yên tĩnh, tần mục lập tức lòng tin tăng nhiều, ngẩng đầu hướng lên trời màn nhìn lại. Màn trời yên bình dị thường, đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, một cái thật dài cái cầm đem giếng mặt trời hàng rào chọc thủng, cái cầm đầu đầu miệng mở ra, lập tức vô số kỳ quái trọng thân ma tộc từ nơi này to lớn miệng bên trong bay ra. Theo cái này miệng mở lớn bay ra trọng thân ma tộc giống như là vô số côn trùng, một mảnh đen kịt, rất nhanh liền có đám mây lớn nhỏ, đám mây điên cuồng sinh trưởng, biến thành màu đen biển mây. Biển mây phun trào, hướng phía dưới thuyền Thái Dương đánh tới, Linh Dục Tú, tư vân hương đám người ngẩng đầu nhìn lại không khỏi tê cả da đầu cái kia đến không hết trọng thân ma tộc vậy mà giống như là như sóng biển ba động tuôn ra xuống trọng thân ma tộc số lượng nhiều chỉ sợ vừa đối mặt ở giữa liền có thể đem thuyền thái dương bao phủ mà từ bên ngoài cắm vào màn trời cái kia thật dài miệng còn đang không ngừng ra bên ngoài phun ra càng nhiều trọng thân ma tộc linh dục tú cùng tư vân hương đều đi lên chiến trường trải qua tiếng đánh lan cư tư quốc chiến trường tẩy lễ tiếng đánh lan cư tư quốc chiến đấu quy mô tuy hùng vĩ, đến hàng vạn mà tính quân đoàn tại trên cánh đồng hoang va chạm, thần thông giả, cự thú, lâu thuyền, va chạm trong nháy mắt chính là huyết nhục văn tung tóe. Chẳng qua lang cư tư quốc chiến trường cùng cảnh tượng trước mắt so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Dết. Thuyền Thái Dương bên trên, một nhật giả bọn họ phấn tiếng hò hét, từng tôn cự nhân từng người thôi thúc bản thân linh binh, một thân nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị nghênh đón sắp đến đại chiến. Hồ Linh Nhi cũng bị nhiệt huyết của bọn họ nhen lửa, giơ lên nho nhỏ cánh tay, kích động đến vẻ mặt đỏ bừng, thanh âm còn mang theo non nớt, kêu lớn. Dết! Phía sau của nàng, mười mấy con dao long kích động lên, nguyên một đám duỗi thẳng cổ, đằng đằng sát khí, há mồm trống to. Mã A, Hồ Linh Nhi tung người nhảy đến mực dao trên lưng, rút ra một lưỡi tiểu kiếm, chỉ hướng bầu trời, cũng theo bầy rồng kêu to mã a bày rồng kích động dị thường tại chiến đấu còn chưa bộc phát thời điểm liền dẫn tiểu hồ ly phóng lên tận trời dết vào đen nghịch đánh tới ma tộc trong đám linh nhi cái tiểu nha đầu này cùng giáo chủ đồng dạng ưa thích làm bậy tư vân hương phát điên vội vàng nhảy đến long kỳ lân trên lưng xong dết tới miễn cho tiểu hồ ly rơi vào tại địch quần bên trong long kỳ lân vừa vặn bay lên linh dục tú cũng rơi vào long kỳ lân trên lưng hai nữ liếc nhau trăm miệng một lời cẩn thận Quanh, thuyền thái dương cùng trọng thân ma tộc gặp, to lớn thân tàu thậm chí bị đụng đến đến không ngừng lắc truông. Thuyền Thái Dương bên trên một nhật giả chỉ có hơn 10 vạn người, mà trọng thân ma tộc số lượng lại là lấy trăm vạn, ngàn vạn đến tính toán. Vô số ma tộc rơi vào thuyền Thái Dương bên trên, một trận thảm liệt chém giết lập tức mở ra, một nhật tộc chiến sĩ từ nhỏ liền hấp thu thuần dương chi khí, tu vi cực kỳ hùng hậu, chiến lực kinh người, nhất là thân thể mạnh càng là vượt xa tộc khác, cho dù là thân cao ba năm trượng ấu nhi cũng là trời sinh thần lực pháp lực của bọn hắn cũng là tinh thuần cực kỳ trời sinh luyện thành thuần dương chân hỏa thái dương chân hỏa thần thông cũng rất kỳ diệu linh binh đa số chuông đỉnh kiếm trọng lâu lưu ly tháp cùng duyên khang quốc đao kiếm liền nói có khác biệt rất lớn bọn họ một đòn đánh ra hầu như khó gặp địch thủ trực tiếp đem trọng thân ma tộc đánh nát nghiền nát nhưng tiếc rằng kẻ địch thực sự quá nhiều tính ra hàng trăm ma tộc giống như là bị đâm tổ ông ông vào vẽ, chen chúc nhào tới, đem nguyên một đám mục nhật giả bao phủ. Bá bá bá. Những này trọng thân ma tộc mở ra trọng mắt, từng đạo ma quan bắn ra, đem rất nhiều mục nhật tộc chiến sĩ đánh thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần bản thân bị trọng thương, liền lại khó chạy thoát trọng thân ma tộc tư duy áp chế, mấy trăm trọng thân ma tộc tập hợp một chỗ, trong ánh mắt từng đạo hát quan chiếu vào bị thương mục nhật tộc chiến sĩ trên người, cái kia chiến sĩ liền sẽ khuôn mặt vặn vẹo, tư duy ý thức không ngừng bị xuyên tạc, thậm chí liền khuôn mặt của mình cũng không cách nào bảo. Toàn! Cặp mắt của bọn hắn sẽ phi tóc tụ lại, hai con mắt dung hợp biến thành một con mắt to nằm ở bộ mặt trung tâm, miệng thì không ngừng dời xuống, cái cầm càng ngày càng dài, cuối cùng biến thành một cái khác trọng thân ma tộc, theo cái khác ma tộc dết hướng tộc nhân của mình. Một nhật tộc trưởng dẫn đầu mấy vị trưởng lão ra sức chém dết, trọng thân ma tộc bên trong không thiếu có cao thủ cực kỳ đáng sợ, cái kia là bị ma tộc đồng hóa cường giả, thực lực cường đại cực kỳ, thậm chí có mấy người tay cầm ma thần binh đánh tới. Trong lúc vội vàng, lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không trung mười mấy đầu cự long quay quanh chém giết, đánh thiên băng địa liệt, những này giao long hấp dẫn rất lớn một nhóm trọng thân ma tộc cao thủ. Bất quá, trọng thân ma tộc thực sự quá nhiều, còn tại liên tục không ngừng vọt tới. Điện hạ vì cái gì không có ra tay? Lão tộc trưởng mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, thuyền thái dương 12 đầu hai chân đột nhiên bước ra, từng bước một hướng lên trời mạn biên giới đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiếc này giống như là lục địa thành thị thuyền lớn vậy mà tại gia tốc bên trong phóng hướng thiên màng. Điện hạ, ngươi đang làm cái gì? Lão tộc trưởng vội vàng giận xé một vị trọng thân ma tộc cường giả, đem người kia rõ ràng xé thành hai nửa hướng thuyền Thái Dương ở giữa phóng đi, cao giọng nói. Điện hạ, không thể. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, thuyền Thái Dương đem màn trời đụng đập tan, thẳng xông ra giếng mặt trời phạm vi bao phủ. Mà tại giếng mặt trời bên ngoài, một tôn to lớn trọng thân ma thần hai chân quỳ xuống đất, hai tay chèo chống thân thể của mình, đem cầm của mình cắm ở giếng mặt trời màn trời bên trên. Phía sau hắn mọc ra từng đầu xương cốt tạo thành cánh, xương cánh chính đang không ngừng chấn động thỉnh thoảng vỗ một cái dâng lên một cổ hát phong thuyền thái dương đụng nát màn trời trong tích tắc đem hắn đụng bay ra ngoài cái kia ma thần vội vàng chấn động một đôi xương cánh đang muốn bay lên thuyền thái dương trung tâm tầng một đột nhiên kéo lại từng đầu xiềng xích đột nhiên phát lực đem giữa không trung cái kia vận mặt trời vung lên lão tộc trưởng ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác nhìn tầng một vung lên bọn họ một nhật tộc thái dương lấy thái dương làm vũ khí mạnh mẽ nện ở tôn này trọng thân ma thần trên người đem tôn này ma thần một đòn nện đến đập tan trời ạ à! lão tộc trưởng hai chân không có lực lượng thân thể sụi lơ đặt mông ngồi xuống cái này vì điện hạ quá khỏe khoắn chỉ cần bắt được cơ hội liền liều lĩnh lạp 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 chúc mạc thành không thư hữu sinh nhật vui vẻ tâm tưởng sự thành mọi việc như ý bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video